Chương 2761, cút đi. Tại hắc ám sứ giả ngây người trong ánh mắt. Dạ huyền cùng kim thần thủy tổ nói chuyện phiếm một phen. Sau cùng kim thần thủy tổ thối lui, dạ huyền ánh mắt cũng lần nữa rơi vào hắc ám sứ giả trên. Thân, hắc ám sứ giả lúc này đã hơi choáng nhận ra được dạ huyền ánh mắt sau. Nàng có chút đắng chát mà nói, người đúng là ai, dạ. Huyền hai tay phụ sau, thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Người biết ta đạo thể, chắc biết ta lai lịch mới là. Ta không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí đối mặt bản đế, bên. Ngoài là tình huống gì, dạ huyền không biết, nhưng hắn rõ ràng, rất nhiều người đang tìm. Hắn, minh không thần giới người, lão quỷ liễu thụ, còn có vĩnh hằng tiên giới các đại kỳ. Nguyên chi kiếp sau lưng, hết thảy đều là bởi vì hắn, lần này đi ra vĩnh hằng tiên giới. Đi tới cửu thần đạo vực, hắn tại sao lại chủ động tiết lộ bản thân đạo thể nguyên nhân? chính là muốn nhìn một chút bên ngoài đến lại có bao nhiêu người biết đạo thể tồn tại kết quả lại là một cách không ngờ biết người so trong tưởng tượng nhiều hơn cho dù bạch thần thánh chủ loại này cũng không tính quá cường nhân đều có thể biết đạo thể sở dĩ dạ huyền ngược lại thì có chút kỳ quái những người này đến biết đạo thể đại biểu cho cái gì hắn lúc này những lời này chính là đang thử thăm dò hắc ám sứ giả hắc ám sứ giả nghe được dạ huyền lời nói kia sau có chút đắng chát mà nói nhìn lại tất cả mọi người đối đạo thể có chút hiểu lầm theo chúng ta đạo thể là trong truyền thuyết nhưng lại chân thật tồn tại đạo thể quan hệ nguyên thủy đế lộ bí ẩn cũng quan hệ thứ nhất truyền thuyết thần thoại tại nơi thì trong truyền thuyết thần thoại nguyên thủy đế lộ trên từng có một vị nhân vật vô địch ở phía sau đến vị kia nhân vật vô địch biến mất cho là liền có thứ nhất nghe đồn chỉ có đạo thể mới có thể thu được vị kia nhân vật vô địch truyền thừa. Mà vị kia nhân vật vô địch tại Nguyên Thủy Đế Lộ đi xa nhất, chính là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, hắn cảm ngộ thiên địa đại đạo, áp đảo tất cả người trên, nếu là có thể nắm giữ đạo thể, liền có cơ hội lấy được người này truyền thừa, dạ. Huyền nghe vậy không khỏi mặt cổ quấy, vẻn vẹn chỉ là thứ nhất truyền thuyết thần thoại. Các ngươi liền tin hắc ám sứ giả lắc đầu nói không nếu như chỉ là như vậy căn bản không có người sẽ tin có thể đạo thể khí tức lại xuất hiện tại nguyên thủy đế lộ phía dưới chư vực trong cũng xuất hiện ở trong bóng tối phần lớn thế lực đều bảo lưu cổ khí tức kia đây cũng là vì sao ta có thể xác định ngươi là đạo thể nguyên nhân dạ huyền híp hít mắt nói rõ ràng như thế cục cư nhiên không ai đưa ra nghi vấn nam đó hắn trạng thái ra vấn đề, đem chính mình nhốt vào đến lấy Vĩnh Hằng Tiên giới làm cơ sở chế. Tạo nguyên thủy lồng giam bên trong, dĩ nhiên là biến mất ở tất cả người phạm vi nhìn trong, lưu giữ lại người. Tự nhiên có người muốn tìm được hắn tồn tại, này trong không thiếu có địch nhân, có cố nhân. Cái kia cục rất hiển nhiên là mỗi người bọn họ đều ngầm đồng ý, chỉ là theo thời gian đưa. Đẩy, càng ngày càng nhiều người đối với lần này không còn tin tưởng chỉ có rất ít người tin tưởng hắc ám sứ giả chính là trong một trong không có ai biết chân thực tính nhưng không ngại thử một lần bao gồm chính ta đều không ôm hy vọng chẳng qua là khi ngươi xuất hiện sau để cho ta hiểu đạo thể xác xác thật thật tồn tại hắc ám sứ giả nhẹ nói dung mạo của nàng rất đẹp mắt dáng người hoàn mỹ nhưng thanh âm cũng là trầm thấp khàn khàn không chút nào như là một cái nữ đáng tiếc dạ huyền nhẹ giọng nói đáng tiếc cái gì hắc ám sứ giả có chút không hiểu vốn định câu lớn hơn ngư kết quả lần này liền ngươi con cá nhỏ này mắc câu miễn không được ta tự mình đi một chuyến các ngươi cái gọi là phổ la cung dạ huyền chậm rãi nói lần này hắc ám sứ giả đến đây tuyệt đối không có thông chi phổ la cung nếu không tại nàng không địch lại lúc cũng đã là xuất gia hậu thủ mà không phải là giống như bây giờ ngồi chờ chết người muốn đi phổ la cung hắc ám sứ giả kinh ngạc người cảm thấy ngươi có tư cách theo ta nói chuyện sao dạ huyền hỏi ngược lại hắc ám sứ giả trầm mặc một lát sau hắc ám sứ giả nói ngươi không giết ta có chỗ tốt gì dạ huyền hỏi ngược lại hắc ám sứ giả trong lúc nhất thời mộng phe hắc ám vẫn luôn cùng chư vực là tử địch gặp mặt liền khai sát kia có lý do gì Dạ huyền ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm hắc ám sứ giả chậm nói. Các ngươi tự xưng là hắc ám, nào ngờ các ngươi căn bản chưa từng thấy qua chân chính hắc ám. Bất quá một đám mặc cho người khu xử kẻ đáng thương thôi. Còn cảm giác mình tuyệt không lên, hắc. Ám sứ giả nghe vậy tức khắc chấn động trong lòng, ngươi có ý gì, dạ. Huyền thu hồi ánh mắt, phất tay một cái. Chấn áp hắc ám sứ giả đạo hỏa trở lại dạ huyền trong tay hắc ám sứ giả lại không gấp thoát đi một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm dạ huyền chờ đợi dạ huyền đáp án người biết cửu sắc đế cung đúng không dạ huyền không trả lời mà hỏi lại ừm hắc ám sứ giả gật đầu vậy người biết cửu sắc đế cung đứng sau lưng người nào không dạ huyền hỏi bọn họ sau lưng còn có người hắc ám sứ giả môi đỏ mọng khẽ nhách trên mặt đẹp tràn ngập kinh ngạc ở trong mắt nàng, cửu sắc đế cung đã phe hắc ám trong bá đạo thế lực. Sau lưng còn có người đây. Cho nên nói ngươi đều muốn tư cách theo ta nói đây. Dạ huyền cười nhạt một tiếng nói, ta không giết ngươi. Ngươi trở về nói cho phổ la cung chúa tể. Nói cho hắn biết gì la chiến trường không phải hắn có thể chen tay vào. Đồng thời cũng có thể đem ta là đạo thể sự tình nói cho hắn biết, hắc ám sứ giả nhíu mày nhìn dạ huyền ngươi còn không có nói cho ta biết lời ngươi nói chân chính hắc ám là cái gì dạ huyền ngẩng đầu nhìn trời tựa hồ đang nhìn vũ trụ mịt mờ trên mênh mông hỗn độn vô tận hồng mông tối phần cuối cái kia vắt ngang vạn cổ tuyên cổ vĩnh tồn nguyên thủy đế lộ hắc ám sứ giả cũng đi theo hắn ngẩng đầu một lát sau dạ huyền thu hồi ánh mắt ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nói là vô tận cô quạnh băng lãnh tuyệt vọng khi các ngươi cảm thấy có thể khống chế loại lực lượng này thời điểm chính là tử vong bắt đầu thế gian này không ai có thể khống chế hắc ám không có ai cút đi dạ huyền giơ tay lên vung lên đem bóng tối sứ giả vỗ bay ra ngoài hắc ám sứ giả không có đi ngăn cản cổ lực lượng kia mặc cho cái này sức mạnh mạnh mẽ đưa nàng đẩy ra cửu thần đạo vực đẩy ra cửu vực vị trí nàng ở trong hỗn độn nhìn xa cửu vực phương hướng cũng thấy cửu vực trung tâm chỗ. Tồn tại một tòa mới tinh đại thế giới từ từ bay lên, nàng dù lệnh gì nói. Từ cựu thổ ra, hắn là tiên dân hậu duệ hắc. Ám sứ giả giơ tay lên sờ sờ bản thân đỉnh đầu, nơi đó bị xuyên thủng vết thương đã tiêu tán. Có thể nàng hiểu, vết sẹo tiêu tán cũng không ảnh hưởng người kia tại trong cơ thể nàng hạ. Xuống một khỏa hạt giống, đợi cho mọc rễ nảy mầm ngày ấy. Có lẽ nàng liền không còn là nàng, chỉ là hôm nay mấy câu nói. Để cho nàng từ từ hiểu, thế giới này có lẽ cũng không phải nàng chỗ nhận thức như vậy cửu. Sắc đế cung đứng phía sau ai, chân chính hắc ám là cái gì, chúng. Ta hôm nay cái gọi là hắc ám là cái gì, mang. Theo những nghi vấn này, hắc ám sứ giả nghĩa vô phản cố trở lại phổ La cung. Nàng phải toàn lực đi thăm dò một chút. Chương 2762, bát cửu thần đạo vực hắc ám sứ giả bị dạ huyền tát bay hắc ám tự nhiên cũng liền biến mất nguy cơ giải trừ gấp rút tiếp viện tới cửu vực cường giả cũng ào ào hàng lâm trấn thiên cổ đế cũng tới đến cửu thần đạo vực nhìn thấy dạ huyền thì biết rõ hắc ám tất nhiên là bị sư tôn cho đánh lui một trận hắc ám tập kích kém chút nguy hại tam vực toàn bộ cửu vực cũng không dám có nửa điểm sơ suất bất quá tam vực chúa tể ngã xuống cũng để cho dư sáu vực xuất hiện nhất định ý nghĩ, chỉ bất quá dạ huyền cùng chấn thiên cổ đế. Tại, những thứ này đại vực cho dù có ý nghĩ, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng là tại trước tiên liền đem tin tức truyền trở về. Sau đó phái người đi xử lý chuyện này, cửu vực mặc dù là nhất thể. Nhưng dứt bỏ hắc ám cái này địch nhân chung sao? Bọn họ lén lút như nhau tồn tại các loại đấu tranh, lúc này di la chiến trường tình hình đã. Bình thản xuống, tập kích Tam vực hắc ám cũng bị xua tan. Bọn họ tự nhiên muốn theo Tam vực trong lấy được nhất định tài nguyên, ở trước đó. Những chúa tể này muốn gặp mặt một chút Dạ Huyền, gặp một lần vị này chân chính cựu thổ chúa tể. Chỉ bất quá lại bị Chấn Thiên cổ đế ngăn cản, Sư Tôn không muốn gặp những người này. Để cho Chấn Thiên cổ đế đem những thứ này người đẩy xuống, đợi cho những người này sau khi rời khỏi, chấn thiên cổ đế đơn độc gặp dạ huyền, sư tôn, lần này là ngươi bầy bố, chỉ. Có thầy trò hai người, chấn thiên cổ đế thật cũng không lời thừa. Trực tiếp vào chủ đề, dạ huyền khẽ vuốt cảm nói, vốn định câu một con cá lớn. Nhưng đáng tiếc, chỉ câu ra một cái phổ la cung, chấn. Thiên cổ đế nhẹ giọng nói, hắn sáu vực thấy tam vực chúa tể ngã xuống. Chỉ sợ sẽ xuất hiện hắn ý nghĩ, dạ huyền cười nhạt một tiếng nói, ý nghĩ lòng tham không đáy bọn họ liền nhà mình đại vực đều không hiểu còn mưu toan thôn phệ chỗ khác đại vực ngây thơ trấn thiên cổ đế như có điều suy nghĩ nói chuyện này chúng ta muốn chen tay vào sao dạ huyền gật đầu nói đương nhiên cửu vực liền vĩnh hằng tiên giới gia môn làm sao có thể đem quyền chủ đạo giao cho ngoại nhân trấn thiên cổ đế tức khắc nhếch mép cười rộ lên lúc trước thời điểm hắn và liệt thiên đế cự linh thiên đế lấy cường thế thủ đoạn chuẩn bị bắt cửu vực, sư tôn cố ý sở trường lệnh. Khi đó liệt thiên đế còn tưởng rằng sư tôn nhân từ, nào ngờ sư tôn thật là suy nghĩ đổi một. Loại phương pháp thao túng cửu vực, trên thực tế bọn họ ý nghĩ là đồng dạng. Mặc kệ cửu vực là lập trường gì, cửu vực đều ở vào vĩnh hằng tiên giới gia môn. Là một cái trọng yếu phi thường chiến lược điểm. Sao có thể rơi vào ngoại nhân trong tay, dạ huyền ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi nói cửu thần đạo vực bách chiến thần vực lưu vân thần vực này tam vực chúa tể đầu nhập vào hắc ám sự tình trắng trợn tuyên dương một phen sau đó giúp đỡ bọn họ bản vực người trở thành chúa tể chuyện này do ngươi tại chính diện quay vần hắn sáu vực nếu như có ý nghĩ nên dùng thủ đoạn gì ngươi tự xem làm cần tuân sư mệnh trấn thiên cổ đế lĩnh mệnh lui ra cho là tại tiếp xuống thời gian tam vực chúa tể phản bội thông đồng với địch tin tức truyền khắp cửu vực điều này làm cho tam vực lọt vào nhất định nghi vấn mà đồng thời trấn thiên cổ đế lại tại trong bóng tối tìm bách chiến thần vực cùng lưu vân thần vực thí sinh thích hợp giúp đỡ thượng vị cửu thần đạo vực bên này tự nhiên do dạ huyền tự mình đến xử lý cũng không lâu lắm thời gian bạch nhã cùng vân trúc đều là mặt mệt mỏi đi tới dạ huyền bên cạnh thăm dò nên như thế nào kết thúc dạ huyền liền nói thẳng Hiện tại Cửu Thần Đạo vực trừ các ngươi, không có ai thích hợp hơn. Nên các ngươi nâng lên một thời đại thời điểm yên. Tâm lớn mật làm, các ngươi phía sau còn có Cửu Thần Thủy Tổ đây, dạ. Huyền mỉm cười, đều như vậy, Bạch Nhã cùng Thánh nữ Thánh tử. Ào ào trở thành Cửu Thần hậu duệ Thánh chủ, nắm giữ này vực. Chỉ bất quá bởi chúa tể ngã xuống. Tam vực thực lực dường như xuất hiện nhất định rất, dạ Huyền thật cũng không lời thừa mang theo kiều tân vũ, chạy các nơi, đêm này tam vực một ít lão quái vật đều móc ra. Bắt buộc bọn họ là bạch nhã đám người hộ đạo, cũng không để ý những gia hỏa này có nguyện ý hay. Không, không muốn, đánh một trận liền nguyện ý, không ra thời gian nửa năm, tam vực đều rơi. Vào dạ huyền trong khống chế, trong thời gian này. Dạ huyền cũng lặng lẽ đi bách chiến thần vực cùng lưu vân thần vực, chỉ bất quá tại đây hai vực trong dạ huyền cũng không thấy cái gì cố nhân so với cửu thần đạo vực mà nói này hai tòa đại vực tựa hồ là về sau mới dựng nên nửa năm sau di la chiến trường lần nữa truyền đến tin tức tại di la chiến trường vị trí trung tâm nhất hiện ra một tòa hồng mông vũ trụ phảng phất ảo ảnh tin tức này truyền khắp cửu vực phổ la cung cũng đã biết nguyên bản bình thản di la chiến trường xuất hiện lần nữa rằng co từng vị hắc ám cự đầu xuất hiện mà chấn thủ di la chiến trường cự. Linh thiên đế đồng dạng phóng xuất ra kinh khủng thần uy. Đang cảnh cáo lấy những gia hỏa này đừng nghĩ vi phạm may mắn song phương đều là muốn dò la. Xem di la chiến trường di tích cổ xưa, ngược lại không có xuất thủ, lúc này dạ huyền. Đã là mang theo kiều tân vũ đi tới cửu vực một trong thiên yêu thần vực này vực bên trong đều là yêu tộc kỳ quái là, những gia hỏa này cư nhiên cũng đều là tu kiếp này pháp. Lấy huyết khí thành đạo cơ, dùng dạ huyền lời nói chính là suy tàn. Suy tàn rất thảm đây, thiên yêu thần vực chúa tể thiên yêu đế cùng đi tại dạ huyền trên dưới. Nghe được dạ huyền nói lúc, hắn có một chút nghi hoặc nghe tiền bối ý tứ. Dường như biết thiên yêu thần vực lịch sử, dạ. Huyền khẽ lắc đầu nói, ta chỉ biết các ngươi thiên yêu thần vực thủy tổ là siêu việt tiên đế cấp đừng tồn tại với lại cũng không tu cái gọi là kim thế pháp thiên yêu đế nhớ tới cửu thần đạo vực sự tình có chút thấp thỏm hỏi tiền bối trời ơi yêu thần vực thủy tổ vẫn còn chứ lúc trước sáu vực từng nghĩ tại cửu thần đạo vực chia một chén súp không ngờ cửu thần đạo vực một ít uy tín lâu năm chuẩn tiên đế hiện thân đồng thời còn có thủy tổ hư ảnh nổi lên sợ hãi bọn họ những người này lúc này nghe được dạ huyền nhấc lên thiên yêu thủy tổ, khó tránh khỏi cũng xuất hiện ý nghĩ, nhìn. Trước mắt đến, trừ cửu thần đạo vực ở ngoài, các ngươi bát vực thủy tổ đều không tại. Dạ huyền nhẹ nói lấy, bất quá nếu như muốn tìm tìm bọn họ. Có thể đi một chuyến di là chiến trường di tích cổ xưa. Chỗ ấy không nói chính xác sẽ tìm được một chút dấu vết thế. Gian các đại di tích cổ xưa, cựu thổ, đều có thể tìm các ngươi cái gọi là tiên dân hậu duệ dấu vết trên thực tế các ngươi đều là tiên dân hậu duệ thiên yêu đế đứng tại chỗ nhìn chậm rãi bay về phía trước đi dạ huyền hắn bỗng nhiên hướng về dạ huyền quỳ xuống cung kính lễ bái vãn bối biết tiền bối thủ hạ cường giả như mây vãn bối cả gan mở miệng muốn trở thành tiền bối bộ hạ người là tiền bối dọn sạch trở ngại kiều tân vũ không khỏi liếc mắt nhìn thiên yêu đế người này ngược lại nhìn rất xa không giống lúc trước đi hai vực đầu óc rất nhiều dạ huyền dừng bước lại nhẹ giọng nói người ngược lại rất biết chọn thời cơ nếu bái nhập bản đế bộ hạ vậy thì phải đi cựu thổ tân thế giới báo cáo nhận thức lại mình một chút thuộc hạ lĩnh mệnh thiên yêu đế kích động vạn phần đi đi dạ huyền phất tay một cái thiên yêu đế rời đi dạ huyền híp híp mắt nhẹ giọng dù gì nói nửa năm nắm giữ bốn vực vẫn là quá chậm một chút, tòa kia di tích cổ xưa cũng nhanh mở ra. Không biết những tên kia sẽ tới hay không? Trường 2763, Di La Chiến Trường Di La Chiến Trường, ở vào cửu vực cùng phía trước trong bóng tối, toàn bộ Di La Chiến Trường. Là ở trong hỗn độn mở ra đại lục cực khổng lồ, còn như là do ai mở ra. Vậy không người biết, này tòa hỗn độn đại lục vốn là cửu vực đi thông bên ngoài một cái lối đi chỉ bất quá tại hắc ám tập kích sau ở đây liền trở thành cửu vực ngăn cản hắc ám chiến trường xưng là di la chiến trường danh tự này là vì kỷ niệm cửu vực trong thiên vũ thần vực năm đó di la vũ thần đó cũng là cửu vực cùng hắc ám thứ nhất chiến đấu cửu vực lĩnh hàm người chính là vị kia di la vũ thần mà đối phương cũng bỏ mạng ở này tòa lấy hắn làm tên trên chiến trường di la chiến trường phía sau nhất tiếp giáp lấy cửu vực trong thiên vũ thần vực, chiến thần vũ vực. Đấu chiến vũ vực tam vực mà ở phía trước nhất Đã sớm bị hắc ám thôn phệ, bất quá lúc trước liệt thiên đế tam đế hàng lâm. Dẫn theo nghịch cửu nhất mạch người chinh chiến mấy trăm năm quang âm. Đã đem hắc ám đánh lui rất nhiều, hiện nay di la chiến trường. Do cửu vực chủ đạo, hoặc có lẽ là do cự linh thiên đế chủ đạo tại di la chiến trường vùng đất. Trung ương tồn tại một tòa nhô ra tương tự với Hỏa Sơn, Hỏa Sơn phía trước. Chính là một mảnh lưu lại các loại chiến đấu dấu vết chiến trường, ở trên mảnh chiến trường này, cách mỗi ngàn dặm liền có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó tu luyện nguyên bản ở. Đây đã bị Hắc Ám công hãm, chỉ bất quá lúc trước Cự Linh Thiên Đế Tam Đế liên thủ sau. Hắc Ám bị đánh lui, ở đây cũng bị đoạt lại, Cự Linh Thiên Đế trong lúc mơ hồ nhận ra được tòa kia tương tự với hỏa sơn nhô ra, quan hệ trọng đại, sở dĩ mặc dù tại hắc ám rút lui sau. Hắn y nguyên dẫn người chấn thủ tại chỗ này, lần lượt từng bóng người. Đều là nghịch cừu nhất mạch hãn tướng, tề trường sinh, diệp đạt, đàm tiểu lộ. Nam cung bạch tần khởi đám người, tại mấy trăm năm nay chiến đấu. Bọn họ đã từng bị thương. Có thể này đều là bị dạ huyền tự thân chọn vào nghịch cừu nhất mạch tồn tại, nếu không phải vì nghịch cưu nhất mạch đặc tính, bọn họ nhất định sẽ tại thuộc về mình thời đại bắn ra hào quang. Ông ánh, tái nhập sử sách đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cuộc chiến sinh tử. Càng có thể để cho bọn họ kích phát tiềm lực, lúc tới. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí chỉ là sơ nhập đại đế tiên vương, coi như mạnh. Cũng chỉ là hậu kỳ, đi qua mấy năm nay chém giết. Cơ bản đều đi tới đại đế tiên vương đỉnh phong, sở dĩ đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì bọn họ mỗi ngày chiến đấu đều chạy tại bên bờ sinh tử mà càng là tại bên bờ sinh tử lúc tiên vương kiếp càng là sẽ xuất hiện tới tấp có đôi khi thậm chí một ngày muốn qua mấy cái kiếp không một ngã xuống việc may bất quá theo bọn họ tới một ít hộ pháp đường chủ hạch tâm thành viên ngược lại có không ít người đều nằm xuống nhưng sống sót đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt một ít nguyên bản đối với mấy cái này đến từ cựu thổ tân thế giới ôm nhất định thái độ hoài nghi cửu vực cường giả. Cũng ở đây chút trong năm hoàn toàn bị khuất phục. Chủ động nghe theo điều lệnh hành sự, có thực lực. Đi tới bất kỳ địa phương nào cũng sẽ nhận được tôn kính, mặt khác, di la chiến trường đã bình. Tĩnh quá lâu, cự linh thiên đế thân thể khổng lồ ngồi xếp bằng ở. Cơ hồ ngăn cản phía sau tòa kia tiểu hỏa núi, hắn đem truyền tin ngọc giản kéo xuống mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng dù gì nói, sư tôn xuất sơn, hắc ám buông xuống. Kèm theo cự linh thiên đế mở miệng, nơi xa thiên, cũng ở đây lúc này biến phải tối mờ. Tại rất xa phần cuối hắc ám, giống như sông dài cuồn cuộn. Chính thần tốc dâng tới, đang tu luyện trung nam cung chờ không người. Ảo ảo mở hai mắt ra, lộ ra một vẻ áp lực hưng phấn, rốt cục có thể chiến đấu sau, hắc. Đào môn, bạch hổ đường, tu la điện này ba phái là một cái nghịch cừu nhất mạch trong chiến đấu khí tức dày đặc nhất tựa. Hồ có chút không đúng, tề trường sinh cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Cao mày nói thầm, này hai đời nghịch cừu nhất mạch bên trong, trừ đi thủ dạ nhân. Đả canh nhân ở ngoài, hắn tuyệt đối là mạnh nhất, thậm chí ngay cả thanh long đế tuyệt cũng. Đều không phải đối thủ của hắn, hắn đã bắt đầu chạm đến chuẩn tiên đế cảnh có khả năng cảm nhận đến người khác không cách nào nhìn thấy đồ đạc trong bóng tối khí tức dường như so với trước kia trong bất kỳ cái nào đều phải nồng nặc tề trường sinh quay đầu liếc mắt nhìn tòa kia hỏa sơn ngừng mắt tự nói là vì này tới sao lui liền tề trường sinh suy tư thời điểm cự linh thiên đế chậm rãi mở miệng tiếng như tiếng sấm liên tục rơi vào tất cả người trong tay hả tại sao phải lui nam cung bạch chính mài đao xoèn xoẹt Nghe vậy không khỏi cau mày, bất quá hắn biết chắc chắn có Cự Linh Thiên Đế nguyên nhân. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, hiện tại cũng không phải thăm dò thời điểm, tất cả người xếp thành một hàng, đồng thời lui về phía sau, mãi đến Cự Linh Thiên Đế dừng lại. Bọn họ mới đi theo dừng lại, lúc này bọn họ đã là lùi đến cách Ly Hỏa núi có hơn triệu dặm. Khoảng cách an toàn, vị trí này chính là hắc ám tập kích sâu nhất thời điểm, phát sinh cái gì, lúc này, mọi người mới không nhịn được chất vấn, cửu vực cường giả cũng cảm thấy hiếu kỳ cự. Linh thiên đế cũng là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hai tay vòng ngực nhắm mắt dưỡng thần. Không có chút nào giải thích ý tứ, may mắn tất cả mọi người giải khai cự linh thiên đế tính. Cách cũng không có làm nhiều thăm dò, chỉ là y nguyên không nhịn được suy đoán. Đúng là phát sinh cái gì, làm cho vị này tử chiến không lùi cự linh thiên đế đều lựa chọn. Rút lui, giờ này khắc này tại di la chiến trường một chỗ khác nơi này là vô tận hắc ám ở trong bóng tối có hắc ám mãnh thú gầm thét một cái khổng lồ hắc ám quân đoàn đang ở đại quân áp vào muốn đem di la chiến trường đều cho đạp nát trước tập kích cửu thần đạo vực hắc ám sứ giả cũng ở đây trong lần này nàng ngược lại chưa có hoàn toàn bị hắc ám mang theo mà là thoải mái triển lộ ra ngạo nhân dáng người chỉ có bộ vị mấu chốt bị hắc ám lượn lờ nàng chỗ đứng vị trí cũng không phải là tối vị trí trọng yếu. Nhưng là tại trung quân bên trong, trung quân bên trong, tồn tại 9 con hắc ám ma long. Kéo ba tòa xe kéo, tại ba tòa trên xe kéo. Phân biệt ngồi ba vị khí tức kinh người nhân vật khủng bố, mà hắc ám sứ giả. Liền đi theo bên trái tòa kia xe kéo phía sau. Cùng hành giả còn có ba người, đều là dáng người ngạo nhân cô gái kiệt sắc Các nàng đi theo tòa kia trên xe kéo, đạo thân ảnh kia bị vô tận hắc ám bao phủ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một cái khổng lồ như núi thân ảnh. Lúc này trong tay nắm từng khỏa hắc ám mãnh thú đầu. Mở miệng một tiếng giòn, xanh sẫm tiên huyết trên không trung tung tóe nghe. Nói tòa kia di tích bên trong, tồn tại rất nhiều vạn tộc kỷ nguyên còn sót lại. Nếu là có thể tìm được mấy cổ các tộc tiên đế thi, ăn nhất định lần tốt người. Này vừa ăn, vừa hàm hồ không rõ nói lấy đáng sợ lời nói, làm người ta bất ngờ là. Người này dĩ nhiên là một vị nữ giới, thanh âm the thế chói tay, phi. Phi, ăn ít một chút, nhìn ngươi mập thành cầu đều, bên. Phải trên xe kéo, kia đạo hư huyễn như ma thân ảnh nhạt vừa cười vừa nói. Thanh âm ngược lại ôn nhu rất nhiều, đơn thuần nghe thanh âm. Ngược lại giống như một vị mỹ nữ tuyệt thế. Tại xe kéo phía sau, cũng có bốn người đi theo. Bất quá cũng đều không phải người, một là đầu sư tử, một là đầu châu, một là hầu tử một là cá sấu, đứng thẳng hành tẩu, khí tức kinh người. chương 2764, Tam Đại Cung Chủ. Bốn vị này, bỗng chốc cũng đều là chuẩn tiên đế cấp đừng, với lại cũng không phải là một dạng. Chuẩn tiên đế cảnh, toàn bộ đều là hậu kỳ, bất quá. Kinh khủng nhất vẫn còn là ở giữa nhất tòa kia xe kéo phía sau. Có chừng 10 người theo, hình thái khác nhau. Nhưng đều bảo trì trầm mặc bọn họ đi theo vị này, chính là phổ la cung cung chủ chính là chủ đạo toàn bộ di la chiến trường người giật dây, so với hai vị phó cung chủ hình. Thái, vị này lộ ra muốn bình thường rất nhiều, thậm chí đều không có khí tức che đậy. Chính là một vị thanh y cô gái bình thường. Thậm chí ngay cả tướng mạo đều rất bình thường, nàng ngồi ở chỗ kia, vảnh lên hai chân. Một tay chống quay hàm, cặp kia con mắt màu xanh lộ ra vô thần. Dường như đang suy nghĩ chuyện gì, mà bên trái bị còn là phỉ phỉ phổ la cung phó cung chủ nghe được bên phải xe kéo vị nữ tử kia thanh âm sau hừ nhẹ nói nhị tỷ ta lại không ăn ngươi người ngươi kích động cái gì sao bên phải nữ tử khanh khách cười nhẹ giọng nói nói gì vậy nhị tỷ đây quan tâm ngươi nè ngươi xem đại tỷ nguyện ý phản ứng ngươi sao phỉ phỉ nghe vậy liếc mắt nhìn thanh y nữ tử ngược lại không dám lên tiếng bên phải nữ tử tiếp tục nói thủ hạ của ngươi có người phạm sai lầm ngươi cư nhiên không nỡ lòng nàng còn đem nàng mang đến, cũng không biết ngươi là đang suy nghĩ gì, đang. Khi nói chuyện, nàng liếc một cái phỉ phỉ xe kéo phía sau hắc ám sứ giả, hắc ám sứ giả tức. Khắc cả người căng thẳng, cảm giác mình cả người từ trong ra ngoài đều bị xem thấu. Có thể nàng cũng không dám có nửa điểm phản kháng, may mắn bên phải nàng kia cũng chỉ là quang. Một cái, phỉ phỉ thấy thế, bất mãn nói lầm bầm, nhị tỷ đều nói tiểu như hành sự là ta an bài người người còn nhéo không thả nửa năm trước tiểu như nhận ra được có đạo thể tin tức còn đích thân theo nàng ở đây dò xét đạo thể khí tức sau tại nàng dưới sự an bài chui vào cửu thần đạo vực ý đồ bắt đạo thể kết quả lại thất bại còn mang theo trọng thương quay về nhưng là bắt được không ít có dùng tin tức bằng không nói các nàng phổ la cung cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới bắt đầu hành động chuyện này lúc đó còn kinh động đại tỷ đây đại tỷ rời khỏi phổ la cung cũng không biết đi nơi nào trước đó không lâu mới trở về chính vì vậy tính toán đến hiện tại mới bắt đầu thực thi nghĩ tới đây phỉ phỉ nhìn về phía thanh y nữ tử có chút do dự có muốn hay không hỏi diệu diệu tiểu như sự tình ta đã nói qua thanh y nữ tử lúc này bị mấy người nói chuyện dẫn khôi phục hơi hơi nhíu mày đối bên phải nữ tử nói, tên là Diệu Diệu Nhị tỷ nghe vậy, ôn nhu nói, đại tỷ. Tiểu như trên thân rõ ràng có người nọ lưu lại dấu vết, rất không cần phải lưu một mạng. Vạn nhất hỏng tính toán khả năng liền không tốt, hát. Ám sứ giả tiểu như nghe được hai cung chủ nói, thân thể mềm mại run. Nội tâm sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng. Ba vị cung chủ, thực lực đều vượt xa chuẩn tiên đế cảnh, đừng xem nàng là ba cung chủ bộ hạ hát ám tứ thiên vương, nếu thật là cùng hai cung chủ giao thủ. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị ép chết, sở dĩ lúc này thấy hai cung chủ còn nhìn mình chằm. Chằm, nàng khó tránh khỏi bất an, người. Xuất thủ bất quá chuẩn tiên đế cảnh đỉnh phong, thanh. Y nữ tử lãnh đạm nói một câu, lời vừa nói ra. Hai cung chủ diệu diệu cùng ba cung chủ phỉ phỉ đều là sững sờ, bọn họ tùy tùng cũng sững sờ. Lúc trước tiểu như lúc trở về, bị thương rất nặng để cho bọn họ đều cho rằng tiểu như đối thủ có thể là nửa bước tiên đế thậm chí chính là tiên đế chỉ là bởi vì đối phương có ý tha tiểu như sở dĩ tiểu như mới có thể trở về nhưng bây giờ đại cung chủ lại nói tiểu như địch nhân chỉ là chuẩn tiên đế cảnh thanh y nữ tử còn có một câu chưa nói chuẩn tiên đế cảnh hơn nữa còn là đạo thể lúc trước nàng chiếm được tin tức này thời điểm vốn là muốn tự mình đi cửu thần đạo vực nhìn một cái có thể tiểu như nói qua cửu thần đạo vực bên trong cũng có chân chính tiên đế thậm chí là siêu việt tiên đế tồn tại tọa chấn nguyên nhân chính là như vậy nàng mới đè xuống trong lòng kích động ngược lại đi một chuyến huyết quỷ thần điện này nhỏ tiểu cửu vực nho nhỏ di la chiến trường đã không phải là phổ la cung có khả năng chủ đạo nhớ tới ở đây nàng không khỏi trong lòng thở dài vốn muốn mượn cửu vực chậm rãi lớn mạnh thân mình không nghĩ tới cư nhiên đá chúng thiết bản trong truyền thuyết đạo thể A, à, bực nào quả thơm, thanh la trong lòng thầm nhũ, nếu đối phương là chuẩn tiên đế, vậy chúng ta sợ cái gì? Hai cung chủ rượu rượu phục hồi tinh thần lại. Nghi ngờ nói, ba cung chủ phỉ phỉ cũng là hừ nhẹ nói. Đại tỷ chỉ nói người xuất thủ là chuẩn tiên đế cảnh, còn có đều muốn người xuất thủ đây, đại. Cung chủ thanh la nghe vậy chính là khẽ vuốt càm nói, cửu vực bên trong có cao thủ không thể khinh địch hai cung chủ diệu diệu nhẹ giọng nói cao thủ có thể có rất cao đại tỷ vô địch thiên hạ thanh la cười một tiếng nhanh đến tòa kia di tích cổ xưa tập trung lực chú ý chớ bị những tiểu lâu la kia chiếm tiện nghi được rồi hai cung chủ diệu diệu rũi người một cái lộ hết sẽ quyến rũ dáng người ùng ùng tại hắc ám đại quân phía trước tương tự tồn tại hai mươi vị chuẩn tiên đế cảnh áp trận người mạnh nhất cũng đến chuẩn tiên đế cảnh hậu kỳ, như thế đội hình. Thật là đáng sợ tới cực điểm, cũng khó trách cự linh thiên đế cũng sẽ tuyển chọn tạm thời tránh. Mũi nhọn, mà cùng lúc đó, dạ huyền đã là mang theo kiều tân vũ đi tới thiên vũ thần vực, liệt thiên đế lúc này cũng ở. Đầy thiên vũ thần vực tọa chấn, thiên vũ thần vực người mạnh nhất võ thần tuy là không có chết. Nhưng trước tại di la chiến trường đã bị thương, căn bản là nửa thoái ẩn trạng thái ngược lại trước vài vị bị liệt thiên đế bước ra chuẩn tiên đế hiện tại lại lần nữa nâng lên trách nhiệm đương nhiên cũng trở thành liệt thiên đế thủ hạ bao gồm bị sống lại bàn long vũ đế cổ thiên cương đám người ở đây chính là thiên vũ thần vực đi thông di la chiến trường thông đạo khi dạ huyền cùng liệt thiên đế đám người hội hợp sau thiên vũ thần vực nửa thoái ẩn võ thần chính là lần nữa xuất sơn tự thân cho dạ huyền dẫn đường phía trước chính là thiên vũ thần vực giới bích bị vô số trận văn bao phủ những thứ này trận văn đã có thể truyền tống đến cùng thiên vũ thần vực tiếp giáp di la chiến trường cũng có thể đem nơi đây lực phòng ngự tăng cường vô số lần dù sao thiên vũ thần vực cùng di la chiến trường hoàn toàn là tiếp giáp ở đây nếu là không chú trọng phòng ngự một khi bị đơn giản công phá thiên vũ thần vực người thậm chí ngay cả làm ra phản ứng thời gian cũng không kịp tiền bối thật muốn đi di la chiến trường, võ. Thần nhìn dạ huyền, nhẹ giọng hỏi, dạ huyền khẽ vuốt cảm nói. Phổ la cung đã đang trên đường đi, chỉ bằng vào cửu vực lực lượng. Căn bản ngăn không được đối phương, càng nhắc tới đi cái gì tranh đoạt di tích cổ xưa, võ. Thần cười khổ nói, vậy liền kính nhờ, nói. Xong cho dạ huyền hành đại lễ, cuối lại cùng vũ đế các 36 võ đế dặn dò đi di la chiến trường nghe dạ đế mệnh lệnh làm việc không được tự tiện hành động hắn chú trọng nhìn bàn long vũ đế cùng cổ thiên cương một cái hai người mặt không nói gì bọn họ rất muốn nói bọn họ đã sớm khuất phục liệt thiên đế mà vị dạ đế càng là liệt thiên đế sư tôn bọn họ dám không nghe lời sao thấy hai người thành thật xuống tới võ thần ngược lại cũng không nói gì nữa nhìn theo dạ huyền đoàn người thẳng đến di la chiến trường đi chương 2765, có tiên đế. Vù vù, kèm theo xuyên qua thiên không vũ thần vực giới bích. Mênh mông vô bờ bình nguyên xuất hiện tại chỗ có người trước mặt, nhìn không thấy bờ bến, thiên. Khung trên tồn tại từng khỏa do người dựng nên thái dương treo trên. Như cũ lấy di la chiến trường. Vì này tòa chiến trường cung cấp không bao giờ tiêu tán thái dương, trừ cái đó ra còn có mặt. Khác một tầng hàm nghĩa, cửu vực không bao giờ lùi bước, đương nhiên tầng này hàm nghĩa theo cửu thần đạo vực lúc trước ôm hắc ám, có vẻ hơi tái nhợt vô lực lúc. Trước ta cùng với nhị sư huynh, lăng sư huynh ba người đánh lui hắc ám sau. Những người đó liền ẩn nấp không ra, lần này đến đây, chắc là làm đủ vạn toàn chuẩn bị, trên. Đường, liệt thiên đế cùng dạ huyền nói, dạ huyền ngồi xếp bằng ở đại tuyết dưỡng kiếm hồ trên. Bay ở tại trước mặt, nghe được liệt thiên đế nói, hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói không có gì bất ngờ xảy ra phổ la cung người nói chuyện sẽ đến cũng không biết có còn hay không người khác liệt thiên đế như có điều suy nghĩ sư tôn nói là năm đó nhắm vào vĩnh hằng tiên giới những người đó dạ huyền khẽ vuốt cảm tại vĩnh hằng tiên giới trong dòng sông lịch sử có rất nhiều đến từ giới ngoại tồn tại mà ở đi qua cửu vực sau dạ huyền cùng liệt thiên đế đều rất rõ ràng những người đó tuyệt không phải cửu vực người mà là đến từ càng xa xôi địa phương có lẽ tại cửu vực trước liền có người cảm thấy cựu thổ có vấn đề phái người đi vào tìm kiếm mà những thứ kia tồn tại mới là bọn học mục đích cửu vực đối với bọn họ mà nói chỉ là một ban đầu ván cầu mà trong bóng tối phổ la cung cũng chỉ là bọn hắn tên địch nhân thứ nhất thôi rất nhanh dạ huyền đoàn người cùng cự linh thiên đế đám người hội hợp cửu vực chư vị cường giả đều nghe nói dạ huyền danh tiếng đều lễ phép tính chất chào hỏi, dạ huyền ngược lại không nói nhảm. Mà là một người bay hướng về miệng núi lửa, cự linh thiên đế. Liệt thiên đế hai người theo sát sau, người khác thì lưu tại tại chỗ đợi mệnh. Dạ huyền quan sát miệng núi lửa. Ở phía dưới trong lúc mơ hồ bập bềnh từng luồng kim sắc khí tức như ẩn như hiện thiếu. Tiên huyết, dạ huyền nhẹ giọng dù gì nói, này tòa di tích cổ xưa mở ra cần rất nhiều tiên huyết, Phổ La cung rõ ràng luôn luôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng không vội vã diệt sát cửu vực, là bởi vì bọn họ biết điểm này, sở dĩ tiền chọn khe nhỏ sông dài. Đem chiến trường chọn ở chỗ này để cho nhiều hơn chiến đấu phát sinh. Tiên huyết có thể xâm nhiễm này tòa hỏa sơn, khiến nó có khả năng trước thời gian khôi phục, Phổ La cung cũng biết di tích cổ xưa trong thậm chí khả năng tồn tại tiên đế thi nếu có thể bắt đối với phổ la cung mà nói so với chiếm đoạt cửu vực còn có giá trị dạ huyền mặc dù có thể biết cái điểm này hoàn toàn là suy tính ra dù sao tại hắn trong trí nhớ hắn chưa thấy qua những thứ này cái gì di tích cổ xưa luận cổ xưa thế gian này chỉ có nguyên thủy đế lộ so với hắn cổ xưa ngược lại có một ít khí tức quen thuộc dạ huyền nỉ non một tiếng, theo sau để cho cự linh thiên đế cùng liệt thiên đế cũng lên trước. Toàn lực thôi động các ngươi đế hồn, xâm nhập trong xem nhìn, hai. Người theo lời mà làm, cự linh thiên đế khẽ lắc đầu. Biểu thị không có thu hoạch gì, liệt thiên đế ngược lại như có điều suy nghĩ. Này tòa trong di tích mặt thật có khí tức quen thuộc nhưng. Tại sao luôn luôn nghĩ không ra, liệt. Thiên đế khẽ nhíu mày, dạ huyền nhẹ nói, đế vẫn kỷ nguyên ngươi đã từng luân hồi qua một lần, có thể coi là ngươi khi đó tìm về ký ức. Cũng mất một đoạn rất trọng yếu ký ức, đó là thập trước ba tuổi ký ức. Người không nhớ rõ, liệt thiên đế liếm liếm khô giáo đôi môi, gật đầu nói, không sai. Mặc dù sau cùng đi tới kỷ nguyên cuối, chỉ còn lại ta và ca thời điểm. Y Nguyên chưa từng nghĩ lên đoạn thiếu sót ký ức, dạ. Huyền khẽ mỉm cười nói, thì đúng trên, ngươi chính là theo nguyên thủy đế thành đi tới, liệt thiên đế nỉ non một tiếng nguyên thủy đế thành hắn đích thực không có ấn tượng gì cự linh thiên đế ở một bên úng thanh úng khí nói sư tôn còn ta đây dạ huyền liếc cự linh thiên đế một cái ngươi ai biết được cự linh thiên đế buồn bực không nói lời nào còn nhớ được ngươi vị kia được xưng thôn thiên ma đế sư tỷ sao dạ huyền nhìn về phía liệt thiên đế nhẹ giọng hỏi liệt thiên đế vuốt cảm nói nhớ được Nàng là năm đó một vị duy nhất đi vào Táng đế cựu thổ còn có thể sống được đi ra người. Nhưng sau thì biến mất, Dạ Huyền nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói: "Ta hoài nghi ngươi vị sư tỷ kia tại Táng đế cựu thổ thời điểm, Táng đế chi chủ để cho nàng khôi phục ký ức, nàng rất có thể chính là theo Nguyên Thủy đế thành đi tới." Lúc này liền một cái đại vực trong liệt, Thiên đế xoa xoa mũi, sư tôn biết rõ Táng đế chi chủ lai lịch, Dạ Huyền khẽ vuốt cảm nói, đại khái giải khai, nàng không có hại ta, lốt. Này, thầy trò ba người đều là nhìn về phía phương xa, hắc ám đang ở thần tốc tập kích mà. Tới, cự linh thiên đế nhíu mày, trên thân sinh ra một cổ dung trời hám địa khí tức. Hướng mảnh hắc ám quét ngang đi, liệt thiên đế khóe miệng chậm rãi liệt khai. Lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, sư tôn, có tiên đế A, à, bao. Nhiều năm chưa từng thấy qua tiên đế, dạ, Huyền cười nói, đừng kích động như vậy. Chúng ta thầy trò hiện tại vẫn là chuẩn tiên đế cảnh đây, liệt. Thiên đế chính là cười nói, địch nhân càng mạnh. Chúng ta tốc độ khôi phục càng nhanh không phải sao? Sư tôn, cùng nhau sao? Liệt thiên đế quay đầu nhìn về phía dạ huyền, dạ huyền đưa tay đạt. Tại liệt thiên đế trên vai, chậm rãi nói, trước không vội vàng động thủ. Ta hỏi một ít chuyện, thuận tiện nhìn một chút lần này trừ phổ la cung ở ngoài còn có ai, liệt thiên đế cuồng vân về một phen đầu, được cự. Linh thiên đế cũng thu lại khí tức ủng ủng, hắc ám hàng lâm, hắc ám đại quân đã tới. Phía trước có chừng 20 vị chuẩn tiên đế cảnh hắc ám cự đầu áp trận. Nhất tề phóng xuất ra khí tức kinh khủng, người còn không có tiếp cận. Cổ khí tức kia liền trực tiếp va chạm mà tới, có thể dạ huyền ba người lại giống như ba bức đế. Quan trường thành sừng sững ở nơi đó đem những thứ kia kinh khủng kiêu ngạo hung hăng đè xuống, dù vậy. Tại chiến trường phía sau mọi người, cũng đều cảm nhận đến cái này lực lượng đáng sợ, thậm chí thiên vũ thần vực cùng cửu vực. Đều là nhận ra được điểm này, mọi người không khỏi hoảng sợ, đây. Mới là phổ la cung thực lực chân chính, bọn họ muốn quyết một trận tử chiến sau, ngược. Lại tại cựu thổ tân thế giới chấn thủ chấn thiên cổ đế. Không một chút nào hoảng, đúng như liệt sư đệ câu nói kia đồng dạng, địch nhân càng mạnh, bọn họ tốc độ khôi phục càng nhanh, và lại lần này có sư tôn tự thân áp trận. Còn có thể sợ một cái nho nhỏ phổ La cung, so với chính diện chiến trường. Sư tôn càng thêm chú trọng cựu thổ tân thế giới an nguy, trấn thiên cổ đế tự thân tại miệng. Giếng chờ đợi viện quân đến, rất nhanh, nam đấu cổ đế Kiều Thiên Nam, Bắc đầu cổ đế Thiên Cổ Ma đế, huyết sát ma đế, ảo ảo theo miệng giếng nhô ra, chấn thiên cổ đế cũng không lời thừa. Trước tiên liền dựa theo trước sư tôn dạn, đem cựu thổ tân thế giới mỗi cái vị trí then chốt cũng giao do những người này chấn thủ, mà. Chính hắn thì tọa chấn miệng giếng vị trí, nếu là người khác bại. Này tòa cựu thổ tân thế giới bị hủy diệt, vậy hắn đem dùng tính mệnh bảo vệ nơi đây. Không muốn để cho ngoại nhân vào vĩnh hằng tiên giới nửa bước chương 2766, rằng co, di la chiến trường, hắc ám đã tới, 10 vị đến từ phổ la cung chuẩn tiên đế ở phía trước áp. Trận, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Tự hồ đang trương hiển phổ la cung thực lực cường hãn, cửu vực trong. Quanh năm tại di la chiến trường. Đại đa số đều là đại đế tiên vương hoặc giả trở xuống cường giả, chân chính chấn thủ di la chiến trường chuẩn tiên đế chỉ có ba vị không tới với lại cơ bản rất ít xuất thủ đều là cùng đối phương hắc ám cự đầu tiến hành rằng co bởi vì này lại cấp bậc xuất thủ thường thường liền có nghĩa là toàn diện khai chiến tựa như lần trước liệt thiên đế trấn thiên cổ đế cự linh thiên đế cùng với núp trong bóng tối huyết lão bọn họ xuất thủ chính là trực tiếp đánh gục chuẩn tiên đế cái loại này cấp độ tồn tại xuất thủ tất nhiên là muốn lên tính quyết định tác dụng một lần kia. Cũng để cho cửu vực đại hoạch toàn thắng, nhưng bây giờ... Kèm theo trong bóng tối phổ la cung hàng lâm, đến từ cửu vực rất nhiều đại đế tiên vương. Ảo ảo sắc mặt thay đổi, thập đại chuẩn tiên đế áp trận, còn có vô số đại đế tiên vương, đầy mới. Là hắc ám thực lực chân chính sao, phái đoàn ngược lại có đủ, dạ. Huyền hai tay lồng tay áo, cười hít mắt nói, rầm rầm rầm, một bên liệt thiên đế cùng cự. Linh thiên đế hử lạnh một tiếng, tương tự phóng xuất ra khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt lần át thập đại chuẩn tiên đế, nhìn qua một đám hắc ám đại đế tiên vương. Thẳng đến trong bóng tối quân đi, tự cao, tam. Đại cung chủ phía sau cường già tiệt thế. Ào ào phóng xuất ra khí tức kinh khủng, ùng ùng, trong sát na, đầy trời uy áp va chạm. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. May mắn mảnh này di la chiến trường kiên cố vạn phần bằng không sớm đã bị đánh chia năm xẻ bảy tại một phen dò xét tính uy áp va chạm sau. Phe hắc ám chủ động thu lại khí thế, liệt thiên đế cùng cự linh thiên đế thấy đỡ thì thôi. Cũng không có lại tiếp tục thị uy, ảo ảo ảo, hắc ám dừng lại ở cách ly hỏa núi ngoài ngàn. Mét đầy trời hắc ám giống như cuồng phong cuồn cuộn rất nhanh. Trong bóng tối ở giữa tách ra một đạo, trong hắc ám quân đoàn cũng đứng ở hai bên. Chừa lại một con đường ùng ùng, chín con hắc ám ma long, kéo tam đại cung chủ xe kéo. Chậm rãi lái về phía phía trước nhất. Một cổ vô hình uy áp kinh khủng, vào thời khắc này chậm rãi tạo thành. Hội tụ thành đại dương mênh mông, lật lên sóng to gió lớn. Đánh thẳng dạ huyền ba người đi, có thể dạ huyền ba người lại giống như không diệt thần sừng. Sững ở đó, không bị ảnh hưởng chút nào, cùng lúc đó, tại chiến trường phía sau vô số cường giả, chính là ảo ảo bay lên trời, đi tới Dạ Huyền ba người phía sau. Mỗi cái phóng xuất ra đại đế tiên vương khí tức kinh khủng. Cùng đối phương tranh phong đối lập nhau, thật náo nhiệt nha, bên phải trên xe kéo phổ la cung hai cung chủ rượu rượu cười dịu dàng đạo. Ánh mắt tại Hỏa Sơn bầu trời trên người mọi người từng cái đảo qua. Cuối cùng rơi vào Dạ Huyền trên thân, ôn nhu nói: vị này chính là trong truyền thuyết cựu thổ chúa tể, sinh thật đẹp đẽ ba cung chủ phỉ phỉ đang ở gặp ăn không biết tên ác tâm thức ăn nghe vậy đại đại liệt liệt nói nhị tỷ đây coi trọng có muốn hay không bắt cho ngươi làm cái chai lơ hai cung chủ diệu rượu khanh khách cười cũng là không nhận cái chủ đề này tuy là nàng thường xuyên sẽ nhầm vào vị này tam muội nhưng nàng đối tiểu như mang về tin tức vẫn là rất tin tưởng và lại chuyện này đại tỷ cũng phi thường coi trọng, nói rõ vị này cựu thổ chúa tể thật là đạo. Thể, đồng thời đều muốn đơn giản như vậy, luôn luôn chưa từng mở miệng đại cung chủ thanh la. Ngón trỏ chậm rãi tại trên tay vị đập đập, phía sau trong tám người đi ra một vị vẻ mặt lựu. Cầu, nhìn thấy mà giật mình lưng còng lão ẩu, nàng chống gậy đi tới hắc ám đại quân trước. Theo sau hơi hơi chắp tay nói, tại hạ phổ la cung tu ninh cư sĩ phụng đại cung chủ chi mệnh, thỉnh cựu thổ chúa tể tiến lên một lần, mà. Ở dạ huyền một phương, không ít người đều là nhận ra được phổ la cung cường hãn. Thần sắc ngưng trọng vô cùng, cần nói để chính nàng tới. Dạ huyền ngược lại mặt vui vẻ, chậm rãi nói, tự hào tu ninh cư sĩ lưng còng lão ẩu trong con. Người lóe lên sát cơ, chính là một cái chuẩn tiên đế đỉnh phong. Dám đối với đại cung chủ bất kính đây là tội chết liền lưng còng lão ẩu chuẩn bị cho điểm uy hiếp thời điểm phía sau truyền đến đại cung chủ thanh la thanh âm được lưng còng lão ẩu tức khắc kinh ngạc chỉ thấy phổ la cung đại cung chủ thanh la phi thân lên thẳng đến dạ huyền đi đại cung chủ lưng còng lão ẩu phản ứng kịp vội vàng nói hắn bất quá nhất giới chuẩn tiên đế lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng không có hắn bởi vì đứng ở dạ huyền bên cạnh liệt thiên đế nhìn lưng còng lão ẩu một cái cái nhìn kia để cho lưng còng lão ẩu như lâm đại địch liệt thiên đế hai tay phụ sau nhàn nhạt nói những thứ này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa còn rất có thể sĩ diện lão tử giết qua tiên đế so ngươi gặp qua đều nhiều hơn nhìn thanh la bay tới liệt thiên đế trong lòng cái này chiến ý làm cho cả người nhiệt huyết đều ở đây thiêu đốt không chỉ có là liệt thiên đế Cự Linh Thiên Đế cũng là như vậy, hai người giống như rất muốn đánh nói điều. Này làm cho Phổ La cung hai cung chủ, ba cung chủ có chút không vui. Ba cung chủ phỉ phỉ lập lại ác tâm thức ăn. Một đôi xám ngắt đôi mắt nhỏ từ trong bóng tối lộ ra. Nhìn chằm chằm Liệt Thiên Đế cùng Cự Linh Thiên Đế, Liệt Thiên Đế ánh mắt rơi vào hai vị này. Cung chủ trên thân lẩm bẩm, hai vị nửa bước tiên đế. Ngược lại cũng chú trọng, thanh là đã là đạp không tại miệng núi lửa bầu trời. Khoảng cách dạ huyền ba người chỉ có trăm mét không tới khoảng cách nàng không có trước tiên. Nhìn dạ huyền, mà là cúi đầu nhìn về phía dưới chân miệng núi lửa, theo sau mới ngẩng đầu nhìn. Về phía dạ huyền, người núi dựa mới không có tới, đây. Thanh la mở miệng câu nói đầu tiên, dạ huyền tự nhiên biết thanh la trong miệng núi dựa là ai. Đơn giản chính là cựu thần thủy tổ, lúc trước hắn có ý định để cho hắc ám sứ giả tiểu như. Biết tin tức này, chính là vì để cho phổ la cung đối cửu vực xuất hiện kiêng kỵ, tuy nói cửu. Thần thủy tổ căn bản không phải dạ huyền núi dựa. Nhưng dạ huyền cũng sẽ không đi xoắn suýt cái này, dạ huyền cười cười nói, thật muốn đến. Người có lẽ lại không tư cách đứng ra nói chuyện, thanh. Là thật cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng nói, đạo thể sự tình. Có lẽ là cái hiểu lầm, ta phổ la cung nguyện ý hướng tới các hạ xin lỗi. Bất quá này di la chiến trường, thứ cho ta phổ la cung để cho không ra. Mong rằng các hạ để cho cửu vực người lui ra ngoài, mà. Xem như các ngươi lui ra ngoài điều kiện. Phổ la cung sẽ không còn nhằm vào cửu vực xuất binh, từ. Đó nước giếng không phạm nước sông, lời. Vừa nói ra, dạ huyền phía sau liệt thiên đế khóe miệng hơi vảnh lên. Ánh mắt có một chút cổ quái, mà cự linh thiên đế càng là giống như nhìn kẻ đần độn như nhau nhìn thanh la càng phía sau cửu vực cường giả lại là tức giận nói thẳng Gì là chiến trường vốn là thuộc về cửu vực chúng ta dựa vào cái gì muốn cho đi ra ngươi vậy cũng là bàn điều kiện bàn long vũ đế bọn người là ào ào mở miệng quát mắng căn bản không tiếp thu còn có như vậy thuyết pháp thanh la mỉm cười này dĩ nhiên không phải bàn điều kiện mà là thông chi về phần các ngươi hỏi dựa vào cái gì thanh là nụ cười chậm rãi thu lại oanh một cổ độc trúc tại tiên đế khí tức kinh khủng vào thời khắc này trong nháy mắt quét ngang toàn bộ di la chiến trường thậm chí trực tiếp đụng vào thiên vũ thần vực giới bích trên làm cho toàn bộ thiên vũ thần vực đều không ngừng run rẩy thanh la ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một cổ cực tự tin khí phách chỉ bằng bản tọa là tiên đế chương 2767, giết ùng ùng trong sát na trừ dạ huyền ba người ở ngoài ở sau người rất nhiều đại đế tiên vương. Thậm chí một ít bắt đầu chạm đến chuẩn tiên đế cảnh tồn tại. Đều cảm thụ được tịch diệt vậy ba động phẳng phất chỉ cần đối phương một cái ý niệm. Liền có thể đưa bọn họ hoàn toàn cho xóa bỏ, thậm chí đưa bọn họ tồn tại ở thế gian này giấu. Vết đều cho mạt trừ, trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người cảm thấy ra đầu nổ tung, tại thanh la chưa từng bộc phát ra chân chính tiên đế dưới sự uy áp, mọi người đều cho rằng vị này phổ la cung đại cung chủ. Này vị chủ đạo di la chiến trường năm tháng cô gái bình thường. Thực lực lớn ngăn chặn ở vào chuẩn tiên đế đỉnh phong hình dạng, có thể bọn hắn bây giờ mới. Biết nhân ra một người thì có đạp diệt cửu vực thực lực đây. Chính là trong truyền thuyết tiên đế cảnh, rất. Nhiều cường giả, ảo ảo tuyệt vọng, có thể đến từ thiên vũ thần vực ba vị chuẩn tiên đế cùng với bàn Long Vũ Đế đám người, mặc dù cũng rất chấn động. Vẫn không khỏi nhớ tới lúc trước Liệt Thiên Đế quét ngang Thiên Vũ Thần vực thời điểm. Chỗ thả ra ngoài cổ khí tức kia, Liệt Thiên Đế chẳng lẽ chính là Tiên Đế? Nhưng hắn thực lực chân chính giống như chỉ là Chuẩn Tiên Đế à, vì sao cũng có cổ khí tức? Kia, nhìn Dạ Huyền ba người không chút nào chịu Tiên Đế uy áp ảnh hưởng bộ dáng. Mọi người có chút hoài nghi, chẳng lẽ ba vị này thật đều là ẩn giấu tiên đế, có thể vô luận như. Thế nào, thanh la thi triển tiên đế khí tức. Đã chấn động cửu vực, mặc dù không có leo lên di la chiến trường. Cũng cảm thụ được này cổ độc trúc tại tiên đế khí thế kinh khủng, đùng, ba 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 ba, lốp. Này, miệng núi lửa bầu trời vang lên một trận tiếng vỗ tay âm, dạ huyền liên tục vỗ tay. Vừa cười vừa nói, tiên đế khí khái, thật tốt, hắc. Ám đại quân phía trước, trên dưới trên xe kéo hai cung chủ ba cung chủ nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng. Người này quả nhiên khác nhau. Đối mặt đại tỷ tiên đều uy áp, lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Mà hắc ám sứ giả tiểu như thấy một màn kia, cũng là càng căng thẳng hơn. Nàng trở lại phổ la cung đem nên nói đều nói. Dạ Huyền để cho nàng nhắn lời cũng đều mang tới. Thật nàng là cảm thấy cái chỗ này không thể tới, dù sao nàng là tự thân thấy cửu thần đạo vực bên trong, tồn tại cửu thần thủy tổ. Với lại đối phương khí thế thật là đáng sợ, hoàn toàn không so tiên đế yếu. Thậm chí là càng mạnh, điểm này. Nàng cũng biết giao phó, nhưng đại cung chủ rõ ràng không có ý định buông tha nơi đây di tích. Đến lúc đó đánh nhau nàng không biết nên làm sao bây giờ, dù sao mình bên trong còn lưu lại dạ. Huyền đạo hỏa chuyện này nàng cũng không có giấu giếm có thể ba vị cung chủ cũng không có giúp nàng trừ bỏ ý tứ. Cũng không biết là không có khả năng, còn không nguyện, mà ở tiểu như nghĩ vớ vẩn lúc. Đại cung chủ thanh la lần nữa nhoèn miệng cười, xin thỉnh các hạ thối lui, dạ. Huyền không còn vỗ tay, kéo xuống hai tay, cười hít mắt nói, tiểu cô nương, đừng giả bộ. Lần này di tích muốn mở ra, chắc chắn muốn thấy máu chảy. Người cũng chắc định cửu vực không có thối lui, hôm nay tất có một trận huyết chiến. Chúng ta vẫn là lợi dụng khi đều muốn đánh nhau, nói một chút tránh sự ta. Để cho kia cái gì hắc ám tứ thiên vương một trong tiểu Như trở lại phổ La cung. Chính là cho các ngươi nhắn lời, các ngươi cũng chậm thời gian nửa năm. Này thời gian nửa năm nói vậy ngươi cũng ở đây tìm hiểu liên quan tới đạo thể cục. Ngươi nói một chút theo ngươi, người sau lưng chỗ ấy được cái gì tin tức dạ? Huyền ngược lại một chút cũng không có đại chiến trước cảm giác cấp bách ngược lại như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm thanh la nghe được dạ huyền lời nói này không khỏi híp híp mắt nhìn lại người này quả thực biết rất nhiều a à, chỉ bất quá thì tính sao nàng cơ hồ tin chắc cửu vực trong cái gọi là cái gì thủy tổ đều là một ít cũ nát người thực lực từ lâu không bằng trước đây bất quá là cáo mượn oai hùm thôi lần này đại chiến nhắm vào không chỉ có là di tích còn có cựu thổ sở dĩ lời thừa một đống Chẳng qua là đang thử thăm dò kia ra hỏa thôi, nếu nói rõ, Thanh. Là bỗng nhiên cười rộ lên, tướng mạo bình thường Thanh La. Cười rộ lên thời điểm lại có vẻ hơi đáng yêu. Nàng nhẹ nói, đúng như chính ngươi chỗ nói. Ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tọa nói chuyện bàn. Tọa đã cho các ngươi một con đường sống, nếu không muốn đi, vậy nhận lấy cái chết đi, oanh. Sau một khắc, Thanh La không có dấu hiệu nào xuất thủ, khi nàng giơ tay lên trong nháy mắt phía sau hắc ám trong nháy mắt tập kích tới hóa thành đại dương mênh mông hướng dạ huyền ba người cái đi liệt thiên đế cùng cự linh thiên đế không nói hai lời cũng rất ăn ý trực tiếp tiến vào trong bóng tối không có đi tìm thanh là mà là thẳng đến hai cung chủ ba cung chủ đi loại này cấp độ trên đại chiến đều là tướng đối tướng binh đối binh trừ phi thực lực hoàn toàn nghiền ép mới có thể coi nhẹ loại này ăn ý giết mà mắt thấy phe hắc ám xuất thủ dạ huyền phía sau một đám nghịch cừu nhất mạch hãn tướng ào ào bộc phát ra thiết huyết chi uy nhất là thủ dạ nhân cùng đà canh nhân vô thành vô tức dưới liền dung nhập trong bóng tối tìm đối thủ mình đối thủ của bọn họ cũng không phải cái gì đại đế tiên vương mà là chuẩn tiên đế bọn họ sớm liền bước vào đại đế tiên vương đỉnh phong nếu không phải vĩnh hằng tiên giới đại đạo chưa từng khôi phục viên mãn bọn họ đã sớm bước vào chuẩn tiên đế cảnh mà ở đi ra vĩnh hằng tiên giới sau. Bọn họ tu vi liền đang nhanh chóng tăng vọt tại di la chiến trường chém giết nhiều năm như. Vậy, đã sớm bước vào đến chuẩn tiên đế cảnh, tề trường sinh, nam cung bạch. Tần khởi đám người, cũng đều ào ào tạc vào trong bóng tối, hóa thân công kích hãn tướng. Giết, 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 cửu vực cường giả, lại là đi theo bọn họ phía sau. Từng vị đại đế tiên vương, cũng đều ảo ào, ào quát lớn khí huyết ghê gớm di là chiến trường từ trước tới nay máu tanh nhất lớn nhất chiến dịch đến đây khai hỏa khi đại chiến mở ra trong nháy mắt liền có vô số người tại chỗ ngã xuống nhưng bọn họ tiên huyết lại chưa từng tiêu tán mà là tại vô hình trung chảy vào đến hỏa sơn bên trong nhấc lên trận đại chiến này đại cung chủ thanh la cũng là không gấp xuất thủ mà là nhìn chằm chằm dạ huyền chậm rãi nói hiện tại chúng ta có thể tâm sự dạ huyền khẽ lắc đầu nói không muốn trò chuyện thành la nhan mi có chút ngoài ý muốn nói làm sao ngươi còn rất lưu ý những người này sống chết ngươi nếu biết di tích mở ra cần tiên huyết thì biết rõ trận đại chiến này không thể tránh cũng biết những người này xuất hiện ở đây toà trên chiến trường liền đại biểu cho bọn họ đều là tế phẩm nhân từ đối với chúng ta người như vậy đến nói chỉ là một loại thủ đoạn đại chiến đã mở, hà tất giả mù sa mưa thanh. Là trong con người hiện ra một luồng vẻ châm chọc, dạ huyền vẫn lắc đầu nói, ta ý là. Người biết cũng không nhiều, trận chiến này kết thúc. Ta thì sẽ hồi cựu thổ đi tìm phía sau ngươi người nọ, thanh. Là cười nhạt một tiếng nói, bản tọa thật tò mò. Là cái gì cho ngươi tự tin có thể theo bản tọa thủ hạ sống trở về, huống chi, ngươi. Cựu thổ, có ai có thể đỡ nổi tiên đế, thanh là trên mặt vui vẻ dần dần biến thành châm biếm, ở tại bọn hắn lúc nói chuyện cửu vực chung. Ương nhất cựu thổ tân thế giới, này tòa xây dựng ở cựu thổ trên tân thế giới. Lăng không bị vô tận hắc ám bao phủ, trực tiếp cắt đứt cửu vực trong bóng tối. Một vị mặc áo bào trắng, chỉ có khô lâu thân thể người đạp không mà đứng. Quan sát cựu thổ tân thế giới, lẩm bẩm, đúng là cựu thổ. Chương 2768, tiên đế thực lực âm mà ở vị này mặc áo bào trắng khô lâu người hàng lâm lúc tọa chấn trung quân chấn thiên cổ đế chậm rãi mở hai mắt ra trong sát na nhất đạo đội trời đạp đất đại đế tri tướng đột nhiên nổi lên trong nháy mắt trống đỡ bóng tối bốn phía lãnh đạm nhìn chăm chú vào vị này áo bào trắng khô lâu người không nói lời nào trực tiếp khai chiến này tòa cựu thổ tân thế giới là chấn thiên cổ đế liên thủ với liệt thiên đế chế tạo sau lại để cho huyền vũ đường người tỉ mỉ chế tạo một phen. Chính là vì đưa đến một cái phòng ngự tác dụng tại kiến tạo này tòa thế giới trước. Liền làm tốt sau này nơi đây có chiến đấu phát sinh chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới. Đến trả rất nhanh, chính là chuẩn tiên đế, có thể ngăn không được bàn tọa áo. Bào trắng khô lâu người hai tay phụ sau. Trong giọng nói mang theo ung dung vui vẻ, tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắc ám khói mù trong chậm rãi hiện ra lần lượt từng bóng người, tất cả đều là khô lâu thân thể, có là cả người đen. Kịt có là đầy người huyết hồng, có lại là xanh biếc, nhưng mỗi một vị trên thân khí tức. Đều cực đáng sợ, tản mát ra uy áp chư thiên khí thế, thấp nhất đều là đại đế tiên vương. Cảnh, cũng không ít chuẩn tiên đế cảnh áp trận, diệt áo. Bào trắng khô lâu người thở khẽ một chữ, cựu thổ mới thế chiến. Cũng theo đó khai hỏa, di la chiến trường cùng cựu thổ tân thế giới biến hóa cũng bị cửu vực nhận ra được. Bất quá cửu vực cũng đều thường thường lại chiến đấu. Phản ứng cũng rất nhanh chóng, tới gần Di La chiến trường bốn vực chi viện Di La chiến trường. Phía sau ngũ vực lại là chi viện cựu thổ, giờ này khắc này, Di La chiến trường. Dạ huyền cùng Thanh La đều nhận ra được cựu thổ tân thế giới đã bị bóng tối bao trùm, Thanh La. Mang theo một loại định liệu trước tự tin, dạ huyền lại là biểu tình ngưng trọng. Thực ra nội tâm tại nói thầm, rốt cục mắc câu. Thanh La thấy dạ huyền biểu tình biến hóa, không khỏi cười một chút. Người bây giờ cũng không có thời gian đi chú ý phía sau. Trước hết nghĩ muốn bản thân có thể hay không trở thành tế phẩm đi, ầm, trong. Nháy mắt kế tiếp tại dạ huyền chỗ hư không, tức khắc bị bẻ thành rách bươm. Liên đới lấy dạ huyền cũng ở đây trong nháy mắt bị bẻ thành một đoàn, kèm theo thanh la giơ tay. Lên nắm chặt trong nháy mắt liền biến mất, mà trừ toàn bộ, đây cũng là tiên đế kinh khủng thủ đoạn, chỉ không gì hơn cái này đơn giản liền diệt sát dạ huyền. Thật ra khiến Thanh La cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất kể nói thế nào. Người này đều là đạo thể, tuy là đây là một cái cục. Có thể đạo thể dù sao cũng nên có chút thủ đoạn mới phải, có lẽ là bàn tọa quá mức đánh giá cao. Đạo thể lợi hại đi. Thanh La nhẹ giọng dù gì nói, cảm thấy có chút không thú vị, vốn tưởng rằng như thế nào đi nữa cũng sẽ dùng một chút lực mới có thể kết trận chiến này không ngờ đơn giản như vậy như vậy tính toán ngược lại thuận lợi rất nhiều hả lúc này thanh la hơi nhíu mày quay đầu liếc mắt nhìn trong bóng tối lúc này phỉ phỉ cùng diệu diệu đã cùng liệt thiên đế cự linh thiên đế đánh nhau dư chuẩn tiên đế chính là một đối một có thể cửu vực bên này lại có một cái thần bí chuẩn tiên đế trực tiếp tạc vào đại quân phía sau Hoàn toàn chính là một đường quét ngang, bộc phát ra kinh thiên huyết tinh, nhìn cái kia mạc. Huyết bào lão nhân như vào chỗ không người, Thanh La trong con ngươi lóe ra vẻ sát ý, "Con." Ẩn giấu một tay sau, liền Thanh La suy nghĩ đem ra hỏa chém giết lúc. Bỗng nhiên sinh lòng báo động trước, bốn phía hư không trong nháy mắt như nước vậy nhộn nhạo. Mà nàng bản thân cũng ở đây trong nháy mắt kéo ra, Hạc cư nhiên không có chết, Thanh là nhìn mình vừa mới vị trí chỗ nguyên bản bị bóp chết dạ huyền tái hiện xuất thủ trong tay dẫn theo một thanh giống như đao mà không phải là đao giống như kiếm mà không phải là kiếm vũ khí chính mở nhạt nhìn nàng làm sao người cũng ở đây từ những người đó sinh mệnh dạ huyền chậm rãi mở miệng đem thanh la trước câu nói kia trả lại đối phương thanh la nghe vậy cười nhạt một tiếng nói ngược lại có vài phần tính toán có thể ngươi xem như cựu thổ trong đi ra tồn tại chắc hiểu một cái đạo lý tại thực lực tuyệt đối phía trước bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công đang khi nói chuyện thanh la bắn ra vô tận tiên đế chi uy chỉ thấy phía sau hiện ra ba vị hư huyễn thân ảnh một cái trong quá khứ một cái trong tương lai còn có một tôn liền liền sau một khắc liền thấy thanh la quá khứ tiên đế thân dơ tay lên kích thích thời không những thứ kia yên diệt tại huyết vương trong tay hắc ám quân đoàn dĩ nhiên là tại chỗ khôi phục lại thực lực kéo căng mà đồng thời tiên đế cảnh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tác dụng tại huyết vương trên thân phốc huyết vương cả người máu me đầm đìa cả người hóa thành nhất đạo huyết hống cắt hác ám đập về phía sâu trong bóng tối ca đang cùng ba cung chủ phỉ phỉ đại chiến liệt thiên đế thấy một màn kia sau tức khắc gầm nhẹ một tiếng toàn thân tức khắc bị huyết văn đầy nguyên bản còn ở hạ phong Liệt Thiên Đế tại đột nhiên bạo loại dưới, đè lại Phỉ Phỉ một bậc thị huyết kiếm xuất thủ trong nháy mắt. Trực tiếp đem Phỉ Phỉ lồng ngực đều cho xé ra một cái to lớn lỗ máu. Màu xanh đen tiên huyết chảy ồ ồ, ba cung chủ phỉ, phỉ Phỉ phát ra lớn tiếng tiếng rít chết mà. Ở thanh la xuất thủ đồng thời, Dạ Huyền ánh mắt ngưng lại, cũng không có nhàn rỗi. Bước ra một bước, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay đem quá hà tốt đột nhiên đưa ra một kiếm kia phảng phất chém vỡ tuế nguyệt trường hà diệt sát vạn cổ cự đầu tự liền thanh la đều không khỏi nhìn thẳng vào lên kia ra hòa quyết không thể coi hắn là thành trần tiên đế đối xử xuất thủ thực lực thậm chí đã tiếp cận tiên đế không so phỉ phỉ cùng rượu rượu yếu bất quá cũng chỉ thế thôi thanh la thậm chí cũng không có nhúc nhích phía sau hiện tại tiên đế thân cong ngón búng ra thình thịch một tiếng vang nhỏ quá Hà Tốt trong nháy mắt bị định cách tại chỗ, kinh khủng tiên đế chi lực. Dọc theo quá Hà Tốt dẫn vào dạ huyền cánh tay. Đem dạ huyền trên cánh tay ống tay áo tại chỗ nổ nát vụn. Liên đới lấy huyết nhục đều bị xé ra, lộ ra bị trộm văn xoay quanh, thần bí quỷ dị đạo cốt. Vù vù, cánh tay vỡ vụn trong nháy mắt, những thứ kia đạo văn trong nháy mắt phát động. Trong chớp mắt liền khôi phục lại, dạ huyền tay trái bấm tay niệm thần chú đã hoàn thành một cái ấn quyết quét ngang ra tịch diệt oanh vô tận thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực mãnh liệt ra trong nháy mắt đánh tán bóng tối bốn phía tạo thành toàn bộ đều không hư vô thời không vô tận tịch diệt chi lực hướng thanh la quét ngang đi đã thấy thanh la tùy ý phất tay liền đem cổ lực lượng kia cho tiêu diệt ra thanh la nhàn nhạt nhìn dạ huyền không gì hơn cái này tuy là nói như vậy nhưng nội tâm nhưng là đối với đạo thể cường độ cảm thấy kinh ngạc tiên đế chi lực trừ tiên đế ở ngoài nhiễm phải một chút cũng sẽ yên diệt chuẩn tiên đế đỉnh phong cũng là như vậy giữa hai cái nhìn như một bước ngắn kém cách so với trước tất cả người cảnh giới trong tranh lệch cộng lại còn muốn lớn hơn đó là chân chính thiên tiệm không thành tiên đế cuối cùng chẳng biết như thế nào vô địch vạn kiếp không diệt tuyên cổ vĩnh tồn này chính là tiên đế đến một bước này bản thân đã là nắm giữ thế gian toàn bộ đại đạo cũng chính là cái gọi là ba nghìn đại đạo trụ hàng tỷ tiểu đạo trụ lại từ chỗ này diễn sinh ra thực tại đại đạo đây mới là tiên đế chuẩn tiên niên hiệu xưng chuẩn tiên đế trên thực tế căn bản không phải một cảnh giới chỉ là đan sen tiên vương cùng tiên đế trong một cái chuyển tiếp tất cả mọi thứ đều là đang vì tiên đế làm chuẩn bị mà thanh la chính là hàng thật giá thật tiên đế một cái sống mấy ngàn tỷ năm lão cổ hủ chương 2769, áp chế tiên đế. Thanh la nhìn dạ huyền, chậm rãi nói. Bản tọa sáng lập phổ la cung liền đã có 300 triệu năm. Trong lúc gặp qua rất nhiều chuẩn tiên đế, người là ta đã thấy chuẩn tiên đế trong nổi trội nhất một nhóm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiên đế chi cảnh cũng không phải là không thể vào bàn. Tọa ngược lại động một chút tiếc tài chi tâm, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi là đạo thể thanh la khẽ lắc đầu lẩm bẩm có chút đáng tiếc nếu không ngược lại là có thể suy nghĩ đem người này thu vào bộ hạ bao gồm cùng phỉ phỉ cùng diệu diệu nhất chiến hai vị kia cũng đều là chuẩn tiên đế cảnh trong nổi trội nhất một nhóm trước nói chuẩn tiên đế là một cái chuyển tiếp thật có chút người tại chuẩn tiên đế cảnh ngốc cả đời đều không dò rõ tiên đế đúng là cái gì loại này chuẩn tiên đế vĩnh viễn cũng không có phương pháp trở thành chân chính tiên đế mà không thành tiên đế xuất chẳng biết vô địch loại này tồn tại tiềm lực có hạn trái lại có thể trở thành là tiên đế tiềm lực tồn tại dĩ nhiên là hiếm có thậm chí trăm triệu năm khó gặp phổ la cung tồn tại ba trăm triệu năm phỉ phỉ cùng rượu rượu càng là tại mấy tỷ năm trước liền đi theo nàng nhưng hôm nay cũng chỉ là nửa bước tiên đế thậm chí cơ bản đoạn tiên đế đường, đây cũng là vì sao nàng khi nhìn đến dạ huyền có thể chống. Đỡ được tiên đế chi lực sau, sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy, thanh la nhìn dạ huyền. Ánh mắt trong mang theo một ít phức tạp ý, nhưng rất nhanh liền đè xuống những thứ này tâm tư. Nàng khẽ cười nói, mặc dù không có thể lưu ngươi. Nhưng ngươi thủ hạ ngược lại có mấy cái hạt giống tốt, đến lúc đó đem bọn họ bắt coi như là một cọc thu hoạch, ầm, sau một khắc, Thanh La hiện tại tiên đế thân xuất thủ lần nữa. Lần này, Thanh La không có nương tay. Bàng bạc tiên đế chi lực cơ hồ muốn bao phủ dạ huyền, vốn chuẩn bị công kích dạ huyền. Cũng ở đây lúc này trở về thủ, bất diệt huyền kính cùng vĩnh sinh chi lực trong nháy mắt bao. Phủ toàn thân, tiên đế chi lực cùng hai loại lực lượng chạm vào nhau. Lại không có thể chiếm ưu thế, gì? Lần. Này, Thanh La triệt để kinh ngạc, ngươi đây là lực lượng gì? Nàng. Bội cảm kinh ngạc, thậm chí so Dạ Huyền trước bày ra đạo thể chi lực còn muốn kinh ngạc đây. Là lực lượng gì? Cư nhiên có thể chống đỡ Tiên Đế chi lực. ầm um, mà ở nàng kinh ngạc lúc, Dạ Huyền đã là thao túng này hai cổ lực lượng. Phá vỡ Tiên Đế chi lực, đánh thẳng Thanh La đi, Thanh La dường như vẫn còn ở kinh ngạc. Lại hoặc là nói, căn bản không lưu ý Dạ Huyền cận thân cử chỉ tại chính thức Tiên Đế phía trước cái gì cái gọi là đạo thể thật cũng liền như vậy chân chính tiên đế thân thể đây mới thực sự là vô thượng đạo thể đã diễn hóa thực tại đại đạo thế gian duy ngã khi dạ huyền tới gần lúc thanh la ngọc thủ lộ ra nhẹ nhàng xé ra dĩ nhiên là dẫn dắt dạ huyền bất diệt huyền kính bay về phía nàng vù vù bất quá tại thanh la sẽ bắt tay lúc bất diệt huyền kính cũng là trong nháy mắt tiêu tán ra nhìn tới đây chính là ngươi bí mật nhất thanh là thấy thế ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười đồng thời cũng đánh về phía dạ huyền người đã không muốn để cho bản tọa đoạt được loại lực lượng này bản tọa liền càng muốn trong nháy mắt hai người liền đụng vào nhau mà ở tiếp xúc trong nháy mắt thanh la chính là trong lòng dùng mình bởi vì nàng cảm thụ được một cổ khó diễn tả được trấn áp chi lực thậm chí đưa nàng ba bộ tiên đế thân đều cho trấn áp hư ảo tại dần dần băng tán, dạ huyền cả người trực tiếp đặt ở thanh la trên thân. Từ từ đem cuốn lấy, mặc cho như thế nào xuất thủ cũng không thả tay, thanh la ánh mắt lạnh. Xuống, hảo tiểu tử, cư nhiên cho bản tọa đào hố, lúc. Trước cố ý cho thấy bất diệt huyền kính cùng vĩnh sinh chi lực cường hãn. Sau lại tại thanh la tuyển chọn cướp đoạt này hai cổ lực lượng thời điểm. Tán đi này hai cổ lực lượng, để cho thanh la nghĩ lầm đây cũng là dạ huyền tối đại bài để cho Thanh La cố ý đến gần người cướp đoạt, hiện tại trực tiếp bộc phát ra đạo thể lực. Lượng chân chính, đạo là gì thể? Nhất thể ra, vạn đạo cúi đầu, đạo thể chân chính hạch tâm chi lực. Là có thể trấn áp địch nhân toàn bộ lực lượng, mặc dù là tiên đế. Như nhau đến bị trấn áp, dầm dầm dầm, dạ huyền không nói câu nào. Đem thanh la đặt ở dưới thân, điên cuồng ra quyền dường như muốn trực tiếp đem Thanh La cho đập nát, có thể Thanh La dù sao cũng là tiên đế. Mặc dù bị đạo thể lực lượng trấn áp thực lực có rất nghiêm trọng rớt. Có thể chung quy tử đặt ở ở đây. Dạ Huyền mỗi một quyền đều bị nàng từng cái hóa giải, ầm, lúc này. Dạ Huyền trực tiếp một cái đầu truy. Hung hăng nện ở Thanh La trên trán, Thanh La không sợ chút nào. Tương tự nghênh đón, hai vị đỉnh cao nhất cường giả lúc này đánh nhau lại không chút nào phong phạm cao thủ. Nổi bật một cái cuồng dã táo bạo, đến bọn họ tình trạng này, trên thân bất kỳ một nơi. Đều là đỉnh cao nhất vũ khí, dầm dầm dầm, dạ huyền không chút nào dừng lại thi triển lực. Lượng đồng thời cũng ở đây lặng yên vận chuyển thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo quyết tiên. Để xác định giết không chết hắn. Nhưng hắn muốn giết chết đối phương, lấy hiện tại nắm giữ thủ đoạn. Cũng còn thiếu rất nhiều, bất quá tại thiên uyên phần địa nằm hơn 500 năm. Cũng không phải là trắng nằm, tỉ như thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo quyết bộ công pháp kia. Hắn thật đã nhớ tới, tại ba nghìn kỷ nguyên trước cổ xưa tuyến Nguyệt Trong. Hắn liền nắm giữ bộ công pháp kia. Lúc trước táng đế chi chủ lưu lại cái này manh mối. Trên thực tế cũng là vì để cho hắn tốt hơn nhớ tới một sự tình chỉ bất quá cũng không thành công hô nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh khi dạ huyền bắt đầu thôi động thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo cứ thời điểm một cổ kinh khủng lực thôn phệ từ trên người dạ huyền bốn phương tám hướng bộc phát ra chợt bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt ăn lấy thanh la trên thân tiên đế chi lực cái gì thanh la tức khắc quá sợ hãi ánh mắt cũng ở đây lúc này trong nháy mắt âm trầm xuống vù vù sau một khác từ thanh la bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ quỷ dị hắc ám lực lượng trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân liên đới lấy dạ huyền cũng bị cái vào trong nhưng rất nhanh cổ lực lượng này liền bị dạ huyền như ăn tươi nuốt sống thôn vệ ngay sau đó trực tiếp bị thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực tiêu hóa hết thanh la trực tiếp mộng nàng biết dạ huyền tiếp xúc hắc ám sự tình thật không nghĩ đến dạ huyền dĩ nhiên có thể trực tiếp thôn vệ người khác hắc ám chi Lực người đúng là ai, này, thanh la có chút hoài nghi, vị này đạo thể. Sẽ không phải là thật chứ, có thể nàng đi huyết quỷ thánh địa. Theo vị tiền bối kia trong miệng biết được, chân chính đạo thể từ lâu yên diệt. Hiện có hậu thế, toàn bộ đều là một ít cổ xưa tồn tại bầy bố. Không cần quá để ý, nhưng bây giờ dạ huyền triển hiện ra tình hình. Lại càng ngày càng không thích hợp, liền nàng vị này tiên đế đều cảm giác có cái gì không đúng ta ta là dạ huyền bất tử dạ đế dạ huyền nhếch mép cười như điên điên cuồng cắn nuốt thanh la trên thân tiên đế chi lực cùng hắc ám chi lực tiểu liệt nói đúng đối thủ thực lực càng mạnh bọn họ khôi phục càng nhanh theo thanh la hắn là con mồi theo hắn thanh la không phải là không con mồi ầm lúc này thanh la ánh mắt bỗng nhiên hung ác cả người trong nháy mắt nổ tung liên đới lấy dạ huyền cũng bị nổ bay nhưng rất nhanh Thanh La vừa trọng tổ khôi phục lại, lạnh lùng nhìn về Dạ Huyền. Người xác định rất để cho bản tọa một cách không ngờ, nhưng là đến đây chấm dứt hắc. Ám Thanh Huyền quyết diệt đây. Tiên đế bản nguyên công pháp. Chương 2770, vô hình xiềng xích. Kèm theo Thanh La thi triển bản thân tiên đế bản nguyên công pháp tại bốn phía. Hắc ám lượn lờ như mây, đồng thời còn tồn tại từng luồng màu xanh đen khí tức xoay quanh, lúc này thanh la bộc phát ra vô tận thần uy nàng thân hình hóa thành thần hồng trực tiếp xé ra di la chiến trường vô thượng kết giới xông vào đến vô tận trong hỗn độn liên tục nâng cao từng cổ một tịch diệt vạn thế khí tức kinh khủng vào thời khắc này bao phủ toàn bộ cửu vực cùng di la chiến trường oanh chỉ thấy thanh la trên thân bắn ra mắt trần có thể thấy màu xanh huyền quang trong tồn tại đại đạo phù văn tại trầm trầm phù phù ngay sau đó trong nháy mắt phô triển ra, nguyên bản đại chiến trong. Bởi vì huyết lão xuất hiện chiếm nhất định trên phong cửu vực cường giả. Vào thời khắc này bị áp chế từ từ, từng vị cửu vực trong đế cấp cường giả. Liên tục ngã xuống, tiên huyết bị hỏa sơn thu nhận, ngươi. Nếu nói cửu vực bên trong sẽ vượt qua tiên đế cường giả tiết thế. Vậy liền để cho bản tọa nhìn một chút, đến có bao nhiêu mạnh, thanh là thanh âm từ trên trời giáng xuống, mang theo một loại gần như tự phụ lòng tin, lần này. Thanh la nhắm vào không chỉ có là dạ huyền. Còn có cửu thần đạo vực cái gọi là cửu thần thủy tổ, trên thực tế tại ngay từ đầu thời điểm. Nàng liền không có đem dạ huyền quá coi ra gì, mặc dù dạ huyền biểu hiện vượt quá dự liệu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chơi đùa kết thúc, đều đáng chết, ủng ủng, mà ở thanh la bộc phát ra. Tuyệt cường thực lực thời điểm, dạ huyền cũng không có nhàn rỗi thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo quyết bắn ra, trong sát na, một tòa thái sơ hồng mông vũ trụ. Thế giới trong nháy mắt phô triển ra, cứng rắn ngăn lại thanh la bao phủ, thanh la trong con người lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc kia. Gia hỏa triển hiện ra lực lượng, thậm chí so một ít cao nhất nửa bước tiên đế còn muốn khoa trương, bây giờ lại cố gắng ở chính. Diện đến kháng trụ một vị tiên đế xuất thủ, này nếu như truyền đi, cái gì buồn cười, lấy. Chứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình, thanh. Là đè xuống kinh ngạc, bật cười lắc đầu nói, thôi được. Liền cho ngươi kiến thức một chút tiên đế tại sao dám xưng vô địch, ẩm, thậm. Chí không thấy thanh la có nửa điểm động tác. Từ hỗn độn bên trong, liền hiện ra từng cái cổ xưa kiếm ấn, vô thiên cái địa. Bao phủ khắp nơi, sau một khắc, đầy trời kiếm ấn. Toàn bộ đập về phía dạ huyền dựng nên tòa kia thái sơ hồng mông vũ trụ thế giới, rầm 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 giống như quần thể thiên thạch tạc vào biển rộng, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên biển gầm, bất quá là trong chớp mắt, cả tòa thái sơ hồng mông vũ trụ thế giới, cảnh hoàng tàn khắp nơi có thể dạ huyền nhưng không có tránh ra tới, bằng không di la chiến, trường chín thành sinh linh cũng sẽ đến đây ngã xuống, mỗi nhất đạo kiếm ấn rơi xuống, đều là đang đối với dạ huyền đạo thể tiến hành một lần trọng thương, nhưng tại nghịch lưu tuế nguyệt lúc, dạ huyền từng lấy đại đạo thiên lôi tôi thể chỉ bằng vào loại lực lượng này tuy nói có chút áp lực nhưng muốn phá vỡ đạo thể phòng ngự cũng là người si nói mộng dạ huyền nắm giữ vĩnh sinh chi lực bất diệt huyền kính thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực này ba loại lực lượng đều không yếu hơn tiên đế chi lực bản thân đạo thể càng là không sợ tiên đế thân thể cũng chính là không có thể chân chính bước vào tiên đế cảnh bằng không nói dạ huyền muốn giết thanh la cũng không khó có một tầng ngăn cản, cảm thụ được từng đạo kiếm ấn rơi xuống. Dạ huyền rõ ràng nhận ra được bản thân đạo thể. Phẳng phất bị vô hình nào đó xiềng xích cho vây khốn. Để cho hắn không cách nào đi chạm đến tiên đế cảnh, vô hình trung ngẩng đầu nhìn. Tòa kia tiên đế khóa cửa cao không thể chạm giống như là vắt ngang chư vực trên. Vẫn còn ở tới trên trời cao nguyên thủy đế lộ đồng dạng, rõ ràng dạ huyền tại chuẩn tiên đế cảnh thực lực đã sớm kéo căng, có thể tiên đế cảnh ngưỡng cửa. Lại cực khó lấy chạm đến, cũng không phải là dạ huyền ngộ tính cùng thiên phú chưa đủ, mà là tồn tại một tầng vô hình xiềng xích tại khóa lại hắn. Để cho hắn không cách nào đi người khác như nhau tiên đế đường, đường khác. Cùng người khác bất đồng, lại là bản thân cho mình xiềng xích a, à, dạ. Huyền trong lòng than nhỏ, không cần nghĩ cũng biết, này tất nhiên là trình mình năm đó ngủ say lúc thủ đoạn, nếu không có khả năng thông qua người này phá cảnh, vậy thì liền tùy tiện đánh. Dạ huyền nỉ non một tiếng, bước lên trời. Thân hình trong nháy mắt vượt qua tòa kia thái sơ hồng mông vũ trụ thế giới, giơ tay lên một. Quyền, phía sau trong nháy mắt hiện ra trăm đế bộ dạng. Đồng thời giơ tay lên một quyền đánh ra, chư đế quyền, oanh, một quyền kia lay trời mà lên. Đem từng đạo kiếm ấn trong nháy mắt tan giả vỡ nát, dạ huyền phẳng phất từ từ bay lên thần sao thẳng đến thanh la đi thanh la mặt không chút thay đổi có thể trong hỗn độn cổ xưa kiếm ấn cũng là càng ngày càng nhiều thậm chí một ít kiếm ấn biến hình biến thành từng cái rõ ràng sinh linh bọn họ cầm trong tay kiếm ấn thẳng hướng dạ huyền chính là loài run dế cũng dám khiêu khích tiên đế chi uy chết có người cầm trong tay cổ xưa kiếm ấn phát ra gào thét mang theo lấy kia đạo kiếm ấn không muốn mệnh địa thẳng hướng dạ huyền này hiện hình người rõ ràng là một vị chuẩn tiên đế đỉnh phong mà đồng thời đầy trời sinh linh biến hình. Này dĩ nhiên là vô số chuẩn tiên đế đỉnh phong, đây chính là tiên đế A, sức một mình. Đủ để thay trời đổi đất, lần này hắc ám đại quân tập kích. Phảng phất chính là một cái chơi đùa. Nếu như Thanh La nguyện ý, nàng một thân một mình đến đây. Thắng được thiên quân vạn mã, toàn bộ cửu vực đỉnh cấp cường giả cộng lại có lẽ còn không có nàng một chiêu này cường đại, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết, dạ. Huyền ánh mắt như điện, thân hình càng là nhanh như lôi đình, chuẩn tiên đế đỉnh phong thì như. Thế nào, một chiêu một cái, dầm dầm dầm, bất quá là trong nháy mắt. Dạ huyền liền tịch diệt hơn 10 vị chuẩn tiên đế đỉnh phong biến hình. Khoảng cách thanh la càng ngày càng gần. Nhưng thanh la nhưng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía cửu vực trung ương nhất mảnh đã bị bóng tối bao trùm cựu thổ tân thế giới, trong lòng có chút nghi hoặc bạch. Cốt tiên đế bước vào tiên đế cảnh đã có trên 10 tỷ năm. Tại huyết quỷ thánh đất trống thuộc về đỉnh cao nhất nhân tài kiệt xuất. Tại sao còn không có bắt tòa kia cựu thổ tân thế giới, thanh? Là có chút không hiểu, huyết quỷ thánh địa. Đây là phổ la cung sau lưng núi dựa, thanh la bản thân cũng coi như nửa huyết quỷ thánh địa đệ tử, mà vị kia xuất hiện tại cựu thổ tân thế giới áo bào trắng khô lâu người. Đúng là huyết quỷ thánh địa bạch cốt tiên đế, hắn tự thân xuất thủ. Nên bắt vào tay, dù sao liền dạ huyền vị này cựu thổ chúa tể. Đều đã xuất hiện ở chỗ này, cựu thổ trong coi như còn có cường giả ngăn trở Cũng bất quá là chuẩn tiên đế cảnh thôi, lật không nổi sóng lớn mới đúng, ầm, liền thanh la suy tư. Những khi này, dạ huyền đã đem đầy trời kiếm ấn toàn bộ đánh nát trực bước thanh la mà tới, thanh la thu hồi tâm trạng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về dạ huyền. Nhàn nhạt nói, người ngược lại một chút cũng đều muốn tự biết mình, đang. Khi nói chuyện, thanh la thân hình lóe lên, ngay sau đó. Vô số thanh la hiện lên ở dạ huyền phạm vi nhìn trong, đồng thời nâng tay phải lên. Đột nhiên lay động xuống, thanh huyền chấn cổ. Vạn pháp thương ngô đồng, oanh, một khắc kia, phẳng phất hàng tỷ ngọn núi lớn áp đính tới hung hăng đụng vào Dạ Huyền đỉnh đầu, nhưng không có đem Dạ Huyền đè đi xuống, Dạ Huyền trên đỉnh đầu hiện ra một cái cổ xưa thần nhạc ấn, dĩ nhiên là ngăn trở một kích này, gì? Khi thấy thần nhạc ấn trong nháy mắt, Thanh La trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Người lại có loại bảo vật này, ha ha ha. Ngược lại không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 2771 Tiên đế bị sợ chạy Thần nhạc ấn, đản sinh tại Vĩnh Hằng Tiên Giới, cũng đại biểu cho Vĩnh Hằng Tiên Giới báo. Trừ Thiên Ngũ nhạc chi lực, mà Vĩnh Hằng Tiên Giới vốn là Dạ Huyền dựng nên thế giới, vừa là một tòa nguyên thủy lồng giam. Chính là một tòa thần bí dị thường cổ xưa thế giới, đây cũng là vì sao Dạ Huyền giới vực không? Cách nào sinh ra sinh linh, bởi vì hắn bản thân cũng đã dựng nên qua Vĩnh Hằng Tiên Giới. Tương lai đường, nói không chừng cần khác giới vực cùng vĩnh hằng tiên giới hòa làm một thể. Bất quá ở trước đó, khẳng định cần đem toàn bộ vĩnh hằng tiên giới phục bút toàn bộ công bố. Lúc này, dạ huyền sử dụng thần nhạc ấn để ngăn cản ở thanh la tiên đế chi lực mà thấy thanh. Là phản ứng sau, dạ huyền trong lòng khẽ động sau một khác. Hắc ám tiên bảo hắc trúc xuất hiện tại dạ huyền trong tay, hắc trúc trúc hỏa đốt đen như mực, nhìn qua càng sấm nhân, nhưng khi hắc trúc lấy ra trong nháy mắt, xoay quanh tại. Thanh la bóng tối bốn phía chi lực, như yến về dâng tới hắc trúc, cái gì, thanh. Là tức khắc thất kinh, nàng nhìn chằm chằm dạ huyền trong tay hắc trúc. Con người đột nhiên co rụt lại, hắc ám huyền binh. Người làm sao có loại vật này, thanh. Là khí sắc liên tục biến hóa, chỉ có những người đó có thể nắm giữ hắc ám huyền binh. Người chẳng lẽ bọn họ người. Thanh La gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Huyền. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên thật không dám xuất thủ, có thể nếu quả thật là nói. Huyết quỷ thánh địa do người cái gì không biết, Thanh La tâm tư trăm vòng. Những ngưỡng người kia người nào? Dạ Huyền nghe được Thanh La nói sau, thần sắc hơi động. Chậm tiếng hỏi, Thanh La nhìn Dạ Huyền, thần sắc phức tạp nói. Người nếu quả thật là bọn họ người, vậy nói thẳng, không muốn làm bộ làm tịch, dạ. Huyền nhàn nhạt nói, ta làm sao biết ngươi nói là ai, thanh. Là cầu mày không thôi, người này đúng là sắp xếp vẫn là thật không biết, liên tưởng đến nàng. Theo huyết quỷ thánh địa phải biết thể bày bố. Nàng lại cảm thấy dạ huyền không giống dối trá, thế gian này đạo thể. Đều không biết mình là ai, có lẽ là thật. Nhớ tới ở đây, thanh là không có gấp đi nữa lấy xuất thủ, mà là trầm giọng nói. Người nếu biết ngươi bản thân là đạo thể. Đại khái cũng hiểu ngươi bản thân vốn chính là một cái bẫy. Một cái liên quan đến trọng đại cục nhưng ngươi bản thân cũng không phải là người bày cuộc. Ngươi chỉ là quân cờ, ta vốn tưởng rằng ngươi là mặt khác một đám người quân cờ. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi hẳn là phe hắc ám quân cờ như. Vậy tính toán ra, chúng ta là người một nhà, Thanh. Là ánh mắt trở nên hơi cổ quái, ngươi cảm thấy còn muốn đánh tiếp sao, dạ? Huyền nhàn nhạt nói, ngươi không muốn đánh liền nói rõ một chút thanh. Là thấy thế, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra. Ngươi hẳn biết nguyên thủy đế lộ phía dưới hiện nay tình trạng đi, nguyên. Thủy đế lộ dưới, tồn tại chư vực, chư vực đến rộng lớn đến mức nào, không có ai biết. Dù sao cũng không người nào biết nguyên thủy đế lộ dài bao nhiêu, phần cuối ở phương nào. Nguyên thủy đế lộ dưới, liền tồn tại chư vực, chư vực thực lực không như nhau, không có tiên đế tọa chấn đại vực. Chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu, mà. Thực lực cường hãn đại vực đều có tiên đế tọa chấn, chúng. Ta phổ la cung không thuộc về đại vực, mà là tự do ở đại vực ở ngoài hắc ám thế lực, mà. Giống như huyết quỷ thánh địa như vậy hắc ám thế lực, bộ hạ đại vực rất nhiều. Cũng được xưng là phe hắc ám, đạo. Thể bầy bố, liên quan đến rất nhiều, trong không chỉ có chỗ khác đại vực tham dự còn có phe hắc ám tham dự, tựa hồ là là đảo loạn toàn bộ đại cục. Cụ thể như thế nào ta không biết, nhưng người có thể nắm giữ chỉ có đỉnh cấp hắc ám thế lực mới có thể nắm giữ hắc ám huyền binh. Đủ để chứng nhận thân phận ngươi, chắc là phe hắc ám quân cờ, sở. Dĩ căn bản mà nói, chúng ta là người một nhà, không? Có gì bất ngờ xảy ra nói, người chân chính số mệnh là muốn thôn vệ cửu vực giác tỉnh thực tại, thành tựu tiên đế, thanh la cho dạ huyền giảng rất nhiều. Nhưng dạ huyền một câu nói cũng không có tin, nữ nhân này mười câu nói câu có nói thật sự. Tính lợi hại, dạ huyền nhìn một chút thanh la, nhàn nhạt nói. Không muốn cố gắng liên hệ cựu thổ vị kia tiên đế. Hắn vĩnh viễn chạy không thoát tới, thanh. La mặt hơi biến sắc, người này cư nhiên có thể cảm ứng được. Nhìn như thanh la tại cùng dạ huyền giảng những thứ này thực tế là tại phát hiện hắc trúc đồng thời nàng còn phát hiện huyết quỷ thánh địa bạch cốt tiên đế khí tức đang ở thần tốc tiêu tán thậm chí bao phủ tại cựu thổ tân thế giới hắc ám cũng ở đây thần tốc tiêu tán loại tình huống này hoặc là bạch cốt tiên đế rút lui hoặc là xảy ra chuyện nếu như là rút lui bạch cốt tiên đế tất nhiên sẽ cùng với nàng truyền âm nhưng bây giờ nàng chủ động liên hệ bạch cốt tiên đế đều không còn liên lạc với nói rõ tại cựu thổ bên kia tuyệt đối là xảy ra chuyện nàng vừa mới sở dĩ tiền chọn đem tiên đế. Chỉ lực bao phủ cửu vực thật chính là tại phối hợp tác chiến bạch cốt tiên đế, dự phòng vị. Kia cái gọi là cửu thần thủy tổ hiện thân, nhưng từ đầu tới đuôi đều không còn cảm nhận đến. Cửu thần thủy tổ, tại cựu thổ, thanh, là ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm dạ huyền, nói như thế. Người này đã sớm ngờ tới nàng sẽ đến, chẳng những ngờ tới nàng sẽ đến. Còn ngờ tới Bạch Cốt Tiên Đế cũng tới. Người này đúng là lai lịch gì, thật chẳng lẽ là những tên kia người, nàng vừa mới có mấy lời. Thật là giả, nói thí dụ như phe hắc ám chính là mình người. Đây hoàn toàn chính là lừa gạt Dạ Huyền, phe hắc ám toàn bộ thế lực. Đều không tồn tại là một phương kiến giải, đều là tự mình chiến đấu. Thậm chí lẫn nhau thôn phệ, nhưng Dạ Huyền có thể xuất ra hắc ám huyền binh xác định nói rõ người này hơn phân nửa là phe hắc ám quân cờ. Thậm chí có thể là cửu sắc đế cung cái loại này cấp bậc hắc ám thế lực, thậm chí khả năng cửu. Thần thủy tổ chính là hắc ám thế lực người. Bọn họ muốn thôn vệ phổ la cung, thanh la trong lòng sợ hãi, ngươi xem kia là ai, dạ. Huyền cười híp mắt cho thanh la chỉ dẫn một cái phương hướng, đúng là cựu thổ, chỗ ấy. Đang có một vị mặc áo bào trắng đồ sộ lão nhân ngạo nghễ đứng đó trên thân còn có từng luồng cửu sắc thần quang đúng là lúc trước thu đến dạ huyền nhiệm vụ bí mật tiểu càn khôn hắc ám đồ phu độc cô sát khi thấy tiểu càn khôn trong nháy mắt thanh la tức khắc nghẹn ngào gào lên lên không còn có tiên đế phải có vô địch dáng vẻ trực tiếp bị hù dọa rút lui mau rút lui thanh là lúc này cũng quản không được đến cái gì hắc ám huyền binh cùng thần nhạc ấn tại trong tiếng the thé điên cuồng thoát đi nơi đây, mà nghe được thanh la thanh âm sau. Trong đại chiến phổ la cung hắc ám đại quân, cũng tức khắc lòng người tan giả. Vừa đánh vừa lui, có thể đã sớm đánh nén giận cửu vực cường giả cùng nghịch cửu nhất mạch. Cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Điên cuồng đuổi giết, dạ huyền ngược lại không có đi truy sát. Mà là khóe miệng hơi vảnh lên, lộ ra vui vẻ tới, thanh la dù sao cũng là tiên đế, Muốn đi nói hắn cũng không giữ được, ngược lại tính toán đã thành công, tập kích cựu thổ tân. Thế giới vị kia bạch cốt tiên đế. Lúc này nói vậy đã bị trấn áp tại vực kiếp thần khư bên trong, còn như tiểu càn khôn. Cũng chỉ là đưa đến một cái dọa người tác dụng, cửu sắc thần quang đều là dạ huyền theo cửu. Thần trì bên trong mang ra ngoài. Cố ý dọa người dùng, người đã đọc cô sát nói tiểu càn khôn chính là ngươi kia đi, ta liền đem tiểu càn khôn coi như là ngươi tới sử dụng. Chương 2772, phía trên một chút thủ đoạn. Rất nhanh, phổ la cung người trực tiếp bị giết lui, trận chiến này, liệt thiên đế. Cự linh thiên đế, huyết vương thực lực đều khôi phục một mảng lớn, huyết vương rõ ràng bị. Thanh la nhằm vào một chút nhưng cũng không xuất hiện đại tình trạng dù sao huyết vương. Kiếp trước chính là cùng liệt thiên đế độc bá đế vẫn kỷ nguyên nhân vật khủng bố, với lại dựa theo liệt thiên đế lai lịch đến xem. Huyết vương đại khái theo chính là xuất từ nguyên thủy đế thành, nguyên thủy đế thành ở vào. Nguyên thủy đế lộ trên, ở trong đó người. Không có một cái là yếu, tự liền năm đó ở bên trong bình thường độc cô sát. Hiện nay đều là danh chấn chư vực hắc ám đồ phu, nhìn chằm chằm cửa vào di tích, dạ. Huyền cùng ba người dặn dò một tiếng. Liền trực tiếp động thân hồi cựu thổ tân thế giới, trận chiến đấu này từ đầu tới đuôi đều là hắn thiết lập một cái bẫy, còn chân chính mục tiêu cũng không phải là phổ la cung. Cũng không phải là cái gì thanh la, mà là vị kia bạch cốt tiên đế, người này xuất từ huyết quỷ. Thánh địa, so thanh la mạnh hơn, với lại biết đồ đạc nhiều hơn, những thứ này. Mới là dạ huyền càng coi trọng đồ đạc cựu thổ tân thế giới là không ngăn được bạch cốt tiên đế. Điểm này dạ huyền là biết ban đầu hắn liền cùng chấn thiên cổ đế đại giáo đến lúc đó làm bộ không địch lại, rớt miệng giếng, đối phương ý nghĩ ngọn là cựu thổ. Tất nhiên sẽ đi theo vào, đến lúc đó do dạ huyền sớm bố trí hỷ Phật xuất thủ, tại an bài những thứ này trước, dạ huyền thăm dò hỷ Phật một câu. Có thể chấn tiên đế hay không, hỷ Phật vẫn là mặt dối trá vui vẻ. Khóe miệng ngoác đến mang tai, cười ha hả nói, dễ dàng, kết. Quả là, bạch cốt tiên đế khi tiến vào cựu thổ sau, thậm chí cũng không kịp điều tra trong nháy mắt liền bị vực kiếp thần khư cho trấn áp lúc này đã bị hỉ phật cho trấn áp cựu thổ tân thế giới bên ngoài hắc ám đang chậm rãi tiêu tán càn khôn lão tổ ngạo lập thương khung hai tay phụ sau thần khí vô cùng hắn thật cũng không biết mình muốn làm gì chỉ biết là chủ nhân ban tặng hắn cửu sắc thần quang để cho hắn ở chỗ này thôi động cửu sắc thần quang là được bởi vì lúc trước sự tình càn khôn lão tổ trong lòng luôn luôn có chút lo lắng không yên không biết mình đến làm gì sai để cho nhìn tận mắt hắn tăng đại chủ người hoài nghi lên hắn sở dĩ lần này hắn tận lực dựa theo chủ nhân phân phó làm khi thấy dạ huyền quay về càn khôn lão tổ liền vội vàng tiến lên chủ nhân lão nô hoàn thành ra sao dạ huyền nhếch mép cười nói hoàn mỹ càn khôn lão tổ tức khắc thả lỏng một đại khẩu khí theo sau còn nói thêm chủ nhân này cửu sắc thần quang đúng như ngài nói vậy lão nô tại hấp thu sau không bao lâu liền hoàn toàn nắm giữ phảng phất bẩm sinh như nhau. Trước dạ huyền theo cửu thần trì bên trong xuất ra cửu sắc thần quang. Ban tặng Càn Khôn lão tổ lúc liền để cho hắn tinh tế cảm ngộ. Có thể hay không hoàn mỹ dung hợp, Càn Khôn lão tổ cũng ở đây thử nghiệm. Hiệu quả xác định phi thường tốt, so với hắn bản thân lực lượng bản nguyên còn muốn phù hợp. Để cho hắn bội cảm không chân thật lão. Nô hiện tại cảm giác có thể cùng Trần Tiên đế đánh Càn khôn lão tổ rất là hưng phấn hận không thể bây giờ đi về tìm cuồng nô luyện tay một chút người này không phải ưa thích ỷ vào thực lực tìm hắn để gây sự sao bây giờ nhìn một chút ai tìm ai phiền toái dạ huyền liếc mắt liền nhìn ra càn khôn lão tổ tâm tư nhàn nhạt nói thiếu được nước cuồng nô trấn thủ vĩnh hằng tiên giới cũng có công lao ta phân thân đã dẫn nó hồi cổ thiên đình tìm kiếm hắn lúc trước rơi mất lực lượng bản nguyên cùng hoàn toàn dung hợp thời điểm, hắn có chuẩn tiên đế thực lực, à. Càn khôn lão tổ tức khắc khóe miệng giật một cái, ngượng ngùng nói, không có không có. Lão nô cùng cẩu cuồng nô là hảo huynh đệ. Lão nô không có khả năng suy nghĩ đánh hắn một trận, chủ nhân ngài yên tâm, dạ. Huyền bật cười lắc đầu, hắn còn không biết hai người này. Ít nói nhảm, đi, dạ. Huyền không có dừng bước lại, vượt qua cựu thổ tân thế giới thẳng đến miệng giếng đi, cựu thổ tân thế giới đã bị đập nát hơn phân nửa, đối với lần này dạ. Huyền cũng không phải lưu ý, một tòa tân thế giới thôi. Tùy thời đều có thể dựng nên, vị kia bạch cốt tiên đế mới là trọng yếu nhất, dạ đế. Sư tôn, nghĩa phụ, tại chỗ miệng giếng, huyết sát ma đế, bắt đầu cổ đế, nam đấu cổ đế. Chấn thiên cổ đế, thiên cổ ma đế đám người ào ào đều ở đây trước tiên bái kiến dạ huyền khổ cực đem này tòa tân thế giới xử lý một chút dạ huyền khẽ vuốt cảm cũng không lời thừa bay thẳng thân hạ xuống trở lại vực kiếp thần khư tiểu hỉ bái kiến dạ đế lão gia hỉ phật từ lâu đợi chờ đã lâu cung kính bái nói dạ huyền phất tay một cái ánh mắt rơi vào bị vực kiếp thần khư cấm kỵ chi lực khóa lại tiên đế thân bạch cốt tiên đế hơi hít mắt lại lúc này bạch cốt tiên đế bị khóa lại động tác thậm chí ngay cả tiên đế chi hồn đều bị khóa lại, phía sau ba vị tiên đế thân cũng đều hư huyễn. Không thôi, bạch cốt tiên đế nguyên bản đang thử thăm dò hỷ Phật. Dạ huyền đột nhiên hàng lâm, để cho hắn không hiểu bất an, hỷ Phật cường hãn. Hắn đã qua thấy được, nhưng đều muốn nghĩ tới tên này. Lại là dạ huyền thủ hạ, hắn có thể đủ cảm thụ được kia ra hỏa chính là đạo thể. Đạo thể không phải quân cờ sao, người này làm sao có kinh khủng như vậy thủ hạ, bố trí này khó. Tránh cũng quá lớn đi, đúng là muốn câu ai, Bạch Cốt Tiên Đế trong nháy mắt muốn rất nhiều. Theo sau mở miệng nói, tiền bối, giữa chúng ta có lẽ có cái gì hiểu lầm tại. Biết hỉ Phật đều đối dạ huyền tôn kính sau, Bạch Cốt Tiên Đế tự nhiên cũng không dám thờ ơ, nếu không phải động tác bị khóa lại. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ chấp tay thi lễ, đều muốn hiểu lầm dạ huyền cũng là nhếch mép cười một tiếng đi tới bạch cốt tiên đế phía trước sở dĩ trước không có giết phổ la cung cái kia hắc ám sứ giả chính là muốn cho nàng truyền lời trở về nếu không còn không thấy được ngươi nè bạch cốt tiên đế ngẩn người một chút tiền bối bày cuộc chính là vì thấy ta tuy là bị khóa lại nhưng còn đều muốn nguy hiểm đến tánh mạng bạch cốt tiên đế còn có thể bảo trì chấn định nghe được dạ huyền lời nói này hắn là thật cảm thấy kinh ngạc không sai, dạ. Huyền khẽ vuốt cằm, theo sau tỏ ý hỉ Phật ở trên thủ đoạn, hỉ Phật cười hít mắt phất tay một. Cái, vù vù, sau một khắc, bạch cốt tiên đế hỗn thân đột nhiên run rẩy Phía sau ba vị tiên đế chi tướng trực tiếp tiêu tán mất, bạch cốt tiên đế phát ra thống khổ gầm. Nhẹ, tiền bối, đây là ý gì? Bạch, cốt tiên đế trong hốc mắt hiện ra hai luồng đen kịt hỏa diễm, dạ huyền giơ tay lên năm ngón tay hơi cong bộc phát ra một cổ lực thôn phệ trong sát na hai luồng đen kịt hỏa diễm bay vào dạ huyền trong tay theo sau bị dạ huyền thôn phệ thu nhận trước giúp ngươi trừ bỏ hắc ám dạ huyền tùy ý nói bạch cốt tiên đề y nguyên đang không ngừng run rẩy cả người xương cốt đều ở đây phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm trận trận tiên âm cùng đại đạo cùng gieo vang bộc phát ra lộng lẫy tiên đế chi lực muốn ngăn cản hỉ phật thủ đoạn nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào bạch cốt tiên đế nhanh chóng nói tiền bối có vấn đề gì cứ việc nói thẳng rất không cần phải như vậy dạ huyền thấy người này thức thời rất nhanh liền phất tay một cái tỏ ý hỉ phật dừng lại theo sau dạ huyền mới chậm rãi nói ta cần hiện nay nguyên thủy đế lộ phía dưới toàn bộ tin tức đem ngươi biết toàn bộ nói hết ra bao gồm cái gọi là đạo thể cục giám can đảm có nửa điểm giấu giếm, vừa mới ngươi cũng cảm nhận được. Tiên đế thân cũng không phải là chân chính không diệt. Khi tiên đế thực tại đại đạo bị hoàn toàn ma diệt một khắc kia, người đồng dạng sẽ chết. chương 2773, Thương Lan Tiên Vực. Bạch cốt tiên đế nghe được dạ huyền lời nói này, có chút ngẩn ra. Đại ca, thủ hạ của ngươi có mạnh như vậy tồn tại. Ngươi còn không biết bên ngoài là tình huống gì, tùy tiện điều tra một chút chẳng phải sẽ biết. Sao, bạch cốt tiên đế trong lòng không hiểu không nói gì, theo sau liền cảm mang thấy một loại. Không hiểu hoảng sợ, vừa mới hỷ Phật thủ đoạn. Xác định xác định để cho hắn cảm nhận được hủy diệt nguy cơ, hắn không chút nghi ngờ dạ. Huyền nói, cái này mới nhìn qua giống như Phật đà quỷ dị ra hòa. Thật có diệt sát khác thủ đoạn, người này. Rất có thể là siêu việt tiên đế tồn tại, chỉ là hắn vẫn là không biết rõ vì sao những gia hỏa này sẽ hỏi vấn đề này, tiền bối muốn trước hết nghe cái gì? Bạch cốt tiên đế giọng điệu trở nên hơi cung kính, rất khó tưởng tượng một vị tiên đế cấp bậc. Tồn tại, liền dễ dàng như vậy cúi đầu, nhưng trên thực tế tiên đế chính là sinh linh. Nên bị diệt vong nguy cơ xuất hiện, mà bản thân lại không biết rõ đúng là tình huống gì thời điểm. Cũng sẽ lý trí tuyển chọn cúi đầu, điều này cũng không có gì, hỷ Phật nghe vậy liếc mắt nhìn bạch cốt tiên đế trong con ngươi đảo ngược màu hồng chữ hỉ vào thời khắc này tản mát ra một loại ma tính lực lượng trong nháy mắt đó bạch cốt tiên đế dĩ nhiên là có loại muốn yên diệt cảm giác tê cả da đầu không đúng bạch cốt tiên đế chính là khô lâu căn bản không có da đầu bạch cốt tiên đế không dám lời thừa trực tiếp cho dạ huyền giải thích lên hiện nay nguyên thủy đế lộ phía dưới tình hình nguyên thủy đế lộ dưới tồn tại chư vực nguyên thủy đế lộ, ngang cổ kim, tựa hồ đang thiên địa vị mở trước. Liền đã tồn tại nguyên thủy đế lộ, năm tháng phía dưới. Nguyên thủy đế lộ phía dưới sinh ra chư vực thành như trước thanh la chỗ nói, chư vực đều ở. Vào nguyên thủy đế lộ dưới, chẳng biết phần cuối chỗ, sở dĩ chư vực đến có bao nhiêu giới vực. Không có ai biết có liên quan nguyên thủy đế lộ truyền thuyết. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu, bạch cốt tiên đế cũng không dám nói bậy chỉ có thể kiếm bản thân giải thích tại nếu trên đời một cái kỷ nguyên. Là vì vạn tộc kỷ nguyên, cái này kỷ nguyên. Từng có hơn vạn tòa cổ xưa giới vực hướng nguyên thủy đế lộ xuất phát. Trên đường nhấc lên vạn tộc chi chiến, đánh rất nhiều giới vực vỡ nát. Đại tộc hủy diệt nhưng cũng có một chút giới vực còn sống sót. Nhưng không cách nào lại hướng nguyên thủy đế lộ tiến hơn một bước, nhưng bọn họ giới vực lại treo ở trên trời cao, so với hắn giới vực càng tiếp cận nguyên thủy đế lộ, hiện nay còn. Tồn lưu xuống tới giới vực, chỉ có 9 cái, được gọi là trí cao cửu vực, nói đến đây thời. Điểm, bạch cốt tiên đế còn nói một cái càng xa xưa sự tình. Đó là so vạn tộc kỷ nguyên càng xa xưa tuế nguyệt, cũng tồn tại trí cao cửu vực. Đã từng là trèo nguyên thủy đế lộ thất bại. Tạo thành hàng tỷ giới vực băng diệt, nghe nói hiện nay trí cao cửu vực chính là năm đó cửu vực, cụ thể như thế nào? Bạch Cốt Tiên Đế cũng không biết, những thứ này nói không sai biệt lắm thời điểm. Bạch Cốt Tiên Đế lại chú trọng rằng bọn họ chỗ mảnh địa khu này, chúng ta sở tại địa phương tên là Thương Lan Vũ Trụ. Toàn bộ Thương Lan Vũ Trụ năng cái vạn vực, bất kể là chúng ta chỗ Huyết Quỷ Thánh vực, cũng hoặc là các ngươi chỗ cửu vực đều thuộc về Thương Lan Vũ Trụ mà thương lan vũ trụ chấp trưởng giả chính là trí cao cửu vực một trong thương lan tiên vực bọn họ chính là toàn bộ thương lan vũ trụ cao nhất từ trời tòa giới vực nói đến thương lan tiên vực thời điểm bạch cốt tiên đế chính là sinh lòng hướng tới nghe đồn thương lan tiên vực bên trong tồn tại rất nhiều tiên đế bản nguyên có thể để cho tại tiên đế đường đi xa hơn đây cũng không phải là huyết quỷ thánh địa có thể so sánh dạ huyền nghe được những lời này nhíu chặt mày lên hỷ phật chính là rơi vào một loại mờ mịt trạng thái hắn tại nơi này quá lâu quá lâu bạch cốt tiên đế theo như lời những thứ này hắn hoàn toàn không biết với hắn trong trí nhớ toàn bộ hoàn toàn khác nhau tại năm đó nguyên thủy đế lộ dưới xác định tồn tại chư vực có thể chư vực chỉ có một thống lĩnh đó chính là tại nguyên thủy đế lộ điểm ban đầu tòa kia do dạ đế dựng nên nguyên thủy đế thành có thể bạch cốt tiên đế đối với nguyên thủy đế thành cũng là không nói tới một chữ chẳng lẽ nguyên thủy đế thành đã không thấy hỉ phật trong lòng có chút phức tạp nguyên thủy đế thành đó là bọn họ nhà bây giờ nghe bạch cốt tiên đề ý tứ nguyên thủy đế lộ phía dưới chư vực bị cái gọi là trí cao cửu vực phân chia cho phân chia còn phân ra cái gì thương lan vũ trụ thương lan thương lan hỉ phật bỗng nhiên lộ ra một dối trá vui vẻ nhìn về phía dạ huyền dạ đế lão gia này thương lan tiên vực chẳng lẽ là hắn bỗng nhiên che lại miệng mình hoảng sợ nhìn về phía dạ huyền nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém chút nói lộ ra miệng bạch cốt tiên đế chấm dứt nói có chút kỳ quái nhìn một chút hỉ phật dạ huyền chân mày thư triển ra chậm rãi nói thương lan tiên vực đây chính là năm đó tiểu thương lan chỗ dựng nên giới vực hỉ phật nghe vậy ngẩn người một chút theo sau kinh hỉ vạn phần ngài nhớ ra rồi đó cũng không đóng tiểu hỉ chuyện dạ. Huyền bật cười lắc đầu nói, cũng không biết hiện tại thương lan tiên vực phải hay không phải. Nàng tại nắm giữ, người biết thương lan tiên vực chúa tể sao, dạ. Huyền nhìn về phía bạch cốt tiên đế, bạch cốt tiên đế lắp bắp nói, chúa tể không biết. Nhưng biết thương lan tiên vực có một tòa thương lan tiên điện. Điện chủ được xưng là thương lan thiên đế, thiên. Đế là chỉ có trí cao cửu vực người mạnh nhất mới có danh hiệu bạch cốt tiên đế giải thích một câu người gặp qua vị này thương lan tiên đế sao dạ huyền hỏi bạch cốt tiên đế ho nhẹ một tiếng loại này cấp bậc tồn tại trừ phi được vời thấy nếu không rất khó nhìn thấy dạ huyền có một chút thất vọng nhưng cũng không có xoắn suýt vấn đề này nói người tiếp tục bạch cốt tiên đế tiếp tục nói tại thương lan tiên vực dưới vạn vực chỉ là một kiến giải tổng thể không phải chỉ vạn vực trong có một nửa đều ôm hắc ám còn có một nửa thì tại ngoan yếu chống lại hỉ phật theo bản năng nói thương lan tiên vực mặc kệ bạch cốt tiên đế lắc đầu nói đối với này chuyện thương lan tiên vực đều không quản không hỏi không chỉ có là thương lan tiên vực dư bát vực đều là như vậy hỉ phật trên mặt lộ ra dối trá nụ cười trong mắt lại có vẻ ngưng trọng hắc ám tập kích cũng không để ý, này đến xảy ra vấn đề gì, năm đó bọn họ địch nhân lớn nhất chính là đến từ Hắc. Ám a, bởi vì này cũng không phải là chân chính Hắc ám, dạ. Huyền ánh mắt bình tĩnh, khẽ nuốt chậm nôn. Nói ra nguyên nhân thực sự, Bạch Cốt Tiên Đế tức khắc kinh ngạc. Không phải chân chính Hắc ám, dạ. Huyền liếc hắn một cái, không trả lời đối phương nghi vấn, tiếp tục hỏi. Cửu Sắc Đế cung cũng ở đây thương lan vũ trụ, Bạch Cốt Tiên Đế đè xuống nghi ngờ trong lòng, lắc đầu nói, "Không có." Bọn họ không thuộc về trí cao cửu vực bất kỳ nhất vực mà là độc lập tồn tại. Nhưng trí cao cửu vực bên trong đều có bọn họ thân ảnh, Minh Không Thần giới đây, dạ. Huyền lại hỏi, Bạch Cốt Tiên Đế ngẫm lại, lắc đầu nói, "Chưa từng nghe nói, dạ." Huyền trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, "Được, nói một chút đạo thể cục đi." Trước nghe Phổ La cung cung chủ ý tứ, dường như tồn tại không ít đạo thể, Bạch. Cốt Tiên đế ngưng tiếng nói, nàng đều muốn lửa ngươi. Hiện nay tồn tại đạo thể quả thực rất nhiều. Chương 2774, đạo thể chi cục. Đạo thể khí tức trên cơ bản rất nhiều thế lực đều nắm giữ, nhưng chân chính nhìn thấy đạo. Thể người lại cực kỳ hiếm thấy, tối thiểu giống như Phổ La cung loại này cấp bậc thế lực là không có gặp qua, nhưng Bạch Cốt Tiên Đế cả đã thấy qua không đồng đạo thể với lại mỗi. Khi kèm theo đạo thể xuất hiện, tất nhiên sẽ có một cơ may lớn, phần cơ duyên này. Cho dù tiên đế đều khó chịu được mê hoặc, đây cũng là vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, cơ duyên cũng không phải là đến từ đạo thể, mà là đến từ đạo thể xuất ra hiện tại tòa kia thế giới, có thể là cựu thổ cũng có thể là cấm khu, cũng có thể là một tòa đại vực, huyết quỷ thánh địa từng gặp hai tôn. Đạo thể, cũng đoạt được qua hai loại cơ duyên, ngươi xác định ngươi thấy là đạo thể, dạ. Huyền ánh mắt có chút cổ quái, bạch cốt tiên đế gật đầu nói, xác định tiền bối hẳn biết. Bất kể là phổ la cung vẫn là huyết quỷ thánh địa, thật đều bảo lưu đạo thể khí tức. Điểm này là thương lan tiên vực phân phó xuống tới sự tình. Sở dĩ chư vực cường giả đều tương đối để tâm, vãn bối thấy hai tôn đạo thể, hiện nay liền tại huyết quỷ thánh địa chi bên trong tu luyện. Hiện nay cũng đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong, tiền. Bối nếu không tin, có thể theo vãn bối đi một chuyến huyết quỷ thánh địa. Nhìn một chút hai người này, dạ huyền liếc mắt nhìn bạch cốt tiên đế. Người là cảm thấy ta đi huyết quỷ thánh địa, người thì có khả năng thoát khỏi ta, bạch. Cốt tiên đế lắc đầu nói, giữa chúng ta vốn là hiểu lầm, tiền bối là một giảng đạo lý người vãn bối cũng hoàn toàn đem chính mình biết cho biết tiền bối cũng sẽ không làm khó vãn bối dạ huyền không có nói gì nhàn nhạt nói hiện nay thương lan vũ trụ chư vực bên trong có bao nhiêu đạo thể bạch cốt tiên đế trầm ngâm nói sơ bộ phỏng chừng có hai nghìn thậm chí nhiều hơn dạ huyền trầm mặc chỉ cần thương lan vũ trụ liền có nhiều như vậy toàn bộ trí cao cửu vực cộng lại sợ là có chừng hai vạn những gia hỏa này muốn làm gì hỉ Phật không nhịn được thầm nói, dạ huyền cười nhạt một tiếng, chậm nói. Có người ở giúp ta che đậy khí tức, có người ở từ trong làm khó dễ, hắn. Năm đó ngủ say lúc, cũng không phân phó cái này, không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là năm đó nguyên thủy đế thành những tên kia đang làm chuyện, có người dựng nên qua thể Mê hoặc một ít bụng dạ khó lường người, mà những người đó tại phát hiện sau. Liền biết thời biết thế, cũng vòng này, đồng thời phóng xuất ra một tin tức nhận được đạo thể là có thể thấy được năm đó hành tàu tại nguyên thủy đế lộ tại trước mặt thần thoại vô địch thậm chí nhận được truyền thừa điều này cũng làm cho chống lại trước những thứ kia lời đồn mà bảo đảm đạo thể làm thật hơn những tên kia thậm chí còn có ý làm đạo thể sở tại địa phương lưu lại một định tốt chỗ cũng chính là bạch cốt tiên đế cái gọi là cơ duyên giờ này khác này dạ huyền trong lòng đã có mấy cái bạch cốt tiên đế cũng là có chút hốt hoảng dạ huyền nói những lời này, để cho hắn không thể không nghĩ sâu, người này chẳng lẽ thực sự là trong truyền Thuyết chân chính đạo thể, nhưng xác định với hắn thấy thức hai tôn đạo thể Tồn tại tuyệt không như nhau trạng thái.sai tôn đạo thể tuy là biểu hiện rất cường hãn Nhưng trên thực tế biết cũng không nhiều Bọn họ cũng chỉ là khi tiến vào huyết quỷ thánh địa chi sau Mới hiểu được đạo thể hàm nghĩa, mà về quan dạ huyền hắn tốt muốn biết rất nhiều bí mật thậm chí ngay cả thương lan tiên vực người sáng lập đều biết đương nhiên cũng không bài trừ người này là cố ý tại hù hắn dạ đế lão gia người này xử trí như thế nào hỉ phật cũng muốn rất nhiều ánh mắt nhìn về phía bạch cốt tiên đế lộ ra một dối trá nụ cười nhìn bạch cốt tiên đế một trận rụt rè bạch cốt tiên đế vội vàng mở miệng nói tiền bối nên nói ta đều nói tuyệt không nửa phần giấu giếm ý tiền bối nếu còn có lo lắng ta nguyện ý lập xuống đại đạo thệ ngôn nguyên thủy đế lộ chứng kiến dạ huyền chậm rãi nhắm mắt lại đang suy tư bản thân kế tiếp an bài một lát sau dạ huyền mở hai mắt ra nhìn về phía bạch cốt tiên đế các ngươi những thế lực này khi tìm được đạo thể sau sẽ không lựa chọn kích sát bạch cốt tiên đế lắc đầu nói thương lan vũ trụ bên trong đạo thể là không thể giết đầy thương lan tiên vực mệnh lệnh chẳng những như vậy, khi lấy được tương ứng cơ duyên sau. Còn cần tương đạo thể thu làm môn hạ bồi dưỡng. Đợi đến thương lan tiên vực sứ giả đến thu nhận sử dụng, mỗi. Qua 90 triệu năm, thương lan tiên vực liền sẽ đem thương lan vũ trụ xuất hiện toàn bộ đạo. Thể đều cho thu đi, nghe thế lại nói, dạ huyền liếc một cái bạch cốt tiên đế, nhàn nhạt nói. Vậy vì sao phổ la cung vị kia tiên đế, lão suy nghĩ đem ta giết bạch. Cốt tiên đế tức khắc im miệng không nói, ầm, hỷ Phật cũng không tê tê heo. Trực tiếp ở trên thủ đoạn, sau một khắc, bạch cốt tiên đế kêu thê lương thảm thiết tiếng tại. Vực kiếp thần khư vang vọng. Hỷ Phật nhìn bạch cốt tiên đế bộ dáng thê thảm, ánh mắt băng lãnh, lộ ra dối trá địa nụ cười. Nếu không thì tiểu hỷ đem người này cho chém, đến phân thượng này còn dám dối trá. Thật sự cho rằng tiên đế cũng không chết sao? Buồn cười, nam đó nguyên thủy đế thành nhóm đầu tiên sinh ra tồn tại. Vị nào không phải thuận tay có thể nghiền diệt tiên đế tồn tại, tiên đế, chỉ là bọn hắn lúc đầu. Cảnh giới thôi, dạ huyền hai tay phụ sau, thần sắc đạm nhiên, thật cũng không tất. Người này còn có chút tác dụng, trong đầu của hắn, đã có một cái hoàn toàn mới tính toán, đến lúc đó phải dùng tới vị này bạch cốt. Tiên đế, qua một lúc lâu, mãi đến bạch cốt tiên đế khí tức càng ngày càng yếu đuối thời điểm hỷ Phật phất tay, thống khổ hết thời gian, bạch cốt tiên đế hấp hối. ngẩng đầu nhìn dạ huyền, nội tâm không trụ được sợ hãi, rung giọng nói, tiền bối thứ tội. Tại hạ tuyệt đối không phải có ý định giấu giếm, chuyện này sự quan trọng đại. Một khi mở miệng, chỉ gặp hủy diệt, dạ. Huyền nhàn nhạt nói, ở chỗ này ngươi một mực nói, không ai có thể nhận ra được vĩnh. Hàng tiên giới là một tòa nguyên thủy lồng giam, nhưng cùng lúc chính là một tầng bảo hộ, điểm này dạ huyền so với ai khác đều biết bạch cốt tiên đế khẽ cắn môi trầm giọng nói mặc dù thương lan tiên vực nói rõ không thể giết đạo thể thậm chí bồi dưỡng đạo thể mới có lợi nhưng cũng có người nói rõ sát đạo thể đồng dạng mới có lợi hơn nữa còn là gấp đôi so sánh với bồi dưỡng đạo thể chỗ tốn hao tinh lực đem kích sát giành được nhiều hơn thù lao rõ ràng cho thấy tốt hơn tuyển chọn sở dĩ bạch cốt tiên đế không nói tiếp nữa dạ huyền cười nhạt một tiếng sở dĩ các ngươi bồi dưỡng hai tôn đạo thể chỉ là trên mặt nổi làm cho thương lan tiên vực nhìn trên thực tế sau lưng cũng là đang tìm kiếm đạo thể sau đó kích sát bạch cốt tiên đế trầm mặc không nói thật là như vậy không chỉ có là bọn họ rất nhiều người đều như vậy để cho ta đoán một chút xuống mệnh lệnh này người là ai dạ huyền sờ cầm một cái, chậm rãi nói, cửu sắc đế cung nhất định là bài trừ. Bọn họ biết ta ở đâu, với lại bọn họ cũng biết chỉ bằng vào các ngươi là không giết chết được. Ta, rất muốn ta chết người, còn phải là những người đó, dạ. Huyền híp híp mắt, nhìn về phía bạch cốt tiên đế. Các ngươi huyết quỷ thánh địa hắc ám chi lực làm sao tới, bạch. Cốt tiên đế đúng sự thật nói, có vị đến từ hắc ám tiên đế đỉnh cao nhất thậm chí siêu việt tiên đế tồn tại truyền thụ kích. Sát đạo thể mệnh lệnh chính là người nọ truyền đạt mệnh lệnh. Chương 2775, tiểu cốt truyền thừa, khư thành. Ôm hắc ám, cái gì ngu xuẩn cách làm, dạ. Huyền khe khẽ thở dài, Bạch cốt tiên đế trầm mặc một chút, sau đó nói: Có thể hắc ám chi lực có thể khiến người ta nhanh hơn bước vào tiên đế cảnh, hỉ. Phật Diễu Cật nói, loại người như ngươi tiên đế cảnh, đặt ở quá khứ, gì cũng không phải bạch cốt tiên để im lặng dạ huyền mắt chỗ sâu tồn tại một lo lắng hắn biết mình năm đó đối mặt là cái gì hiện nay trí cao cửu vực không ngăn trở hắc ám lan ra nhìn như là bởi vì không phải thật sự hắc ám mà là hắn năm đó tinh luyện hắc ám chi lực có thể sức mạnh kia như nhau cùng hắc ám có chút ảnh hưởng đến chờ đến hắc ám hàng lâm một khác kia những thứ này ôm hắc ám người sẽ trong nháy mắt bị tan giả, hắn tại thức tỉnh, vị kia cũng ở đây thức tỉnh, truyền thụ hắc ám. Chi lực người, chưa chắc đã là năm đó hắn lưu lại người. Cũng có thể là năm đó vị kia thủ hạ nanh vốt các. Người lúc thường nhận được đạo thể sau cơ duyên là cái gì, dạ. Huyền dò hỏi, bạch cốt tiên đế nói, có tiên đế bản nguyên, cũng có cổ đạo truyền thừa, dạ. Huyền nhấc nhấc tay nói, tiểu hỉ, giúp hắn đem hắc ám chi lực triệt để khu trừ lại đem năm đó tiểu cốt một ít đại đạo truyền cho hắn, hỉ. Phật tức khắc kinh ngạc, dạ đế lão gia, dạ. Huyền nhàn nhạt nói, tiểu cốt đã chết, hắn truyền thừa đoạn, hỉ. Phật im lặng, hắn tự nhiên biết điểm này, năm đó tiểu cốt mà chết tại hắn cách đó không xa. Hỉ Phật liếc mắt nhìn bạch cốt tiên đế. Ánh mắt có chút âm lãnh, một cái như vậy đồ rác rưởi Cũng xứng nhận được tiểu cốt truyền thừa bạch cốt tiên đế bị nhìn một trận tất sợ hãi ca đừng đến trở lại thật muốn chết bạch cốt tiên đế lắp bắp nói tiền bối vãn bối không muốn cái gì truyền thừa chỉ cầu tiền bối có thể tha thứ cho vãn bối vô lễ dạ huyền lại không thèm để ý trực tiếp biến mất ở vực kiếp thần khư hỷ phật nhìn chằm chằm bạch cốt tiên đế nhìn tốt lâu cuối cùng đưa tay điểm tại bạch cốt tiên đế nơi mi tâm bạch cốt tiên đế sợ đến sắp nứt cả tim gan, nhưng ngay sau đó lại phát hiện đó là một cổ tinh thuần lực lượng hồng thủy. Tẩy địch toàn thân, bạch cốt tiên đế quanh thân bốc hơi hắc vụ. Chậm rãi tiêu tán ra, bạch cốt tiên đế kinh ngạc, dồn hỏng cực thủ tĩnh đốc, hỉ. Phật quát lạnh một tiếng, bạch cốt tiên đế biết hỉ Phật đây là muốn cho hắn truyền thừa. Hắn lập tức đào lên tạp niệm, bắt đầu tiếp thu truyền thừa, vù vù. Trận trận huyền quang bao phủ tại bạch cốt tiên đế trên thân, ở sau người càng là hiện ra một cái kim cốt đội trời đạp đất ngửa mặt lên trời gào thét. Phảng phất một cái vạn cổ thần ma, hỷ Phật thu hồi tay phải, ngước mắt nhìn kim cốt. Trong con người đảo ngược vui tự chuyển động lên, hắn phát ra hì 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 cười quái dị. Trên mặt lại mang theo nước mắt, tiểu cốt tiểu hỉ rất nhớ ngươi, hỉ. Phật phát ra tiếng kêu lạ, khóc rất thương tâm, đầy hết thảy, bạch cốt tiên đế là không. Biết chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm thấy hỉ phật to lớn phấn hồng sắc phật tượng ngồi xếp bằng ở vậy nhàn nhạt nhìn hắn bạch cốt tiên đế đã được đến truyền thừa há có thể không biết này trong huyền diệu này hắn sao có thể không biết lần này bản thân tìm vận may trước đó chưa từng có to lớn vận bạch cốt tiên đế trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất hướng hỉ phật dập đầu ba cái bạch cốt ghi nhớ tiền bối thụ pháp tri ân suốt đời khó quên hỷ phật lạnh lùng nói nếu dám nhục kim cốt cuồng ma uy danh bản tọa tự tay chảm ngươi bạch cốt tiên đế lúc này nhưng không có sợ mà là lòng mang trầm trọng bạch cốt ghi nhớ kim cốt cuồng ma đây cũng là hắn chiếm được truyền thừa hắn nhìn thấy vị này chẳng bao giờ gặp gỡ sư tôn từng tại nguyên thủy đế lộ tiến vào trong bóng tối cho thấy phong cách vô địch hai người lần nữa trầm mặc xuống một lát sau bạch cốt tiên đế nhỏ giọng hỏi, tiền bối, tại hạ có hay không có thể rời khỏi, hỉ. Phật liếc bạch cốt tiên đế một cái, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Dạ đế lão gia đều muốn lên tiếng, người đợi ở nơi này, trước tiêu hóa một chút truyền thừa. Chờ đợi lão gia mệnh lệnh, bạch cốt tiên đế không khỏi hiếu kỳ, vị kia. Tiền bối, đúng là lai lịch gì, hỉ. Phật lần nữa mở mắt, nhìn về phía bạch cốt tiên đế, nhìn đến bạch cốt tiên đế có chút rụt rè thậm chí cho là mình sẽ bị dằn vặt thời điểm hỷ phật mới chậm rãi mở miệng nói người gia sư tôn kim cốt cuồng ma đã từng hầu hạ dạ đế lão gia nói xong hỷ phật liền không nói nữa mà bạch cốt tiên đế nội tâm đã sớm lật lên sóng to gió lớn này hắn thật đã hiểu kia liên quan tới đạo thể thần thoại vô địch rất có thể là thật mà dạ huyền rất có thể chính là trong truyền thuyết chân chính đạo thể nếu thật sự là như thế trí cao cửu vực tại trong mắt chẳng phải là chính là ngói vụn bạch cốt tiên đế bắt đầu suy nghĩ miên man hỉ phật thì không thèm để ý kia ra hòa nếu không phải dạ đế có lệnh hắn mới không muốn đem tiểu cốt truyền thừa cho kia ra hòa nhìn qua chính là đầu óc không được ngu xuẩn khư thành một tòa tồn tại ở vĩnh hằng tiên giới nhưng lại không thuộc về vĩnh hằng tiên giới thần bí thành dạ huyền từng trong lúc vô ý xong vào khư thành nhìn thấy côn bằng đệ nhất thi lôi ma cùng cổ xưa tồn tại chỉ là về sau liền không còn có gặp qua khư thành giống như táng đế cựu thổ một dạng không trong năm tháng ẩn ở giữa thiên địa quần áo thúc yêu bạch y chu ấu vi eo bội đông lôi thần dương treo thanh điểu dưỡng kiếm hồ đi tới nơi cửa thành nàng đến cũng không có dẫn tới biến hóa quá lớn chu ấu vi ở cửa thành chỗ rừng chân rất lâu ngẩng đầu nhìn cửa thành bằng hiệu sương mù hỗn độn trong hiển hóa hai chữ khư thành đây cũng không phải là chân chính bảng hiệu ngược lại giống như về sau cộng vào rất lâu chú ấu vi thu hồi ánh mắt cất bước đi về phía khư thành tịch liêu đây sau khi vào thành cảm giác đầu tiên chú ấu vi quan sát chung quanh một phen sau dựa theo ở sâu trong nội tâm chỉ dẫn hướng trong thành nơi nào đó đi tới tại bảy rẽ tám quẹo sau chú ấu vi đi tới một nhà bán y phục tiểu điếm, đều là một ít nữ tử phục sức, với lại rất cũ kỹ, không biết thả bao lâu, một vị. Mập mạp phu nhân chính nằm ở trên bàn ngáy. Tiếng ngáy như sấm, chủ ấu vi đi tới cửa hàng phía trước. Nhẹ nhàng đập đập thớt, mập mạp phu nhân không có phản ứng, chủ ấu vi hơi hơi nhíu mày. Nhẹ giọng nói, trưởng quỹ, mập mạp phu nhân tiếng ngáy trong nháy mắt ngừng. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt mang quỷ dị mỉm cười, có chút sấm nhân nói, yêu ha hả khách quý a chu ấu vi nhìn này mập mạp phu nhân xác định đây chính là nội tâm chỉ dẫn người sau nhẹ nói ta nghĩ cho ta phu quân mua một bộ quần áo mập mạp phu nhân trên mặt quỷ dị mỉm cười tức khắc biến mất lười biếng nói khách nhân nói cười ta chỗ này chỉ có nữ trang chu ấu vi cười lắc đầu nói không ngại hắn không chọn mập mạp phu nhân nhan mi theo sau đứng dậy cho chu ấu vi mở cửa hông thăm dò nhìn trái phải một chút, đem chu ấu vi kéo vào đi, nói nhỏ, vào nói, sau. Đó liền tại chu ấu vi cổ quái trong ánh mắt, đem cửa tiệm cho đóng, ngươi. Phu quân thân cao, rộng, vòng eo bao nhiêu, mập mạp phu nhân dò hỏi. Chú ấu vi nhẹ giọng nói, phu quân ta là bất tử dạ đế, mập. Mà phu nhân trên mặt lần nữa treo lên quỷ dị mỉm cười, ta biết, dạ đế nha. Nguyên thủy đế thành người sáng lập, khư thành người biết hắn, nữ. Trang che đậy không tức tức ta khuyên ngươi mua cho mình một bộ. Như vậy ngươi mới có thể đi ra này tòa nguyên thủy lồng giam. mươi 2776, đi vòng vèo. Chú ấu vi nhìn mập mạp phu nhân, mập mạp phu nhân trên mặt nụ cười quỷ dị càng sâu, chú ấu vi. Chân mày cau lại, nhẹ giọng mở miệng nói, vậy ngươi sao không làm cho mình làm nhất kiện. Tại đây khư thành đợi làm chi, mập mạp phu nhân khoát tay liên lịa nói, sao có thể a à? dạ đế sớm muộn sẽ khôi phục đỉnh phong nếu như cho hắn biết ta trộm lén đi ra ngoài. Đến lúc đó không chừng khắp thiên địa truy sát ta đây, lại. Nói, coi như ta đi ra ngoài cũng vô dụng thôi, thủy trung bị người nhìn chăm chăm. Đến lúc đó còn hỏng dạ đế tính toán, muôn lần chết khó chuộc tội nha, vừa. Nói, mập mạp phu nhân vỗ nhẹ nhẹ tự ra chụp mình mặt béo, chốc lát nàng liền say người đi lấy một đoạn bạch sắc tơ lụa hướng về phía chu ấu vi bỉ hoa, vẻ mặt thành thật nói. Chúng ta những người này a à, đàng hoàng đợi là được, ngược lại ngươi. Đã sớm phải tới nơi này làm y phục, đi sớm một chút ra này tòa nguyên thủy lồng giam, chu. Ấu vi nhìn chăm chú vào mập mạp phu nhân, không nói gì, sách. Sách sách, không hổ là ngươi, vóc người vẫn là tốt như vậy, mập. Mạp phu nhân đo đạc một phen sau, sách sách tán dương, chu ấu vi cuối cùng mở miệng nói thật ta không biết ngươi mập mạp phu nhân cười ha hả nói ngươi nếu như nhớ tới ta còn không làm cho ngươi đây đang khi nói chuyện nàng xoay người lại buồn trong bắt đầu cho chu ấu vi làm y phục chu ấu vi ngược lại đều muốn đi theo vào nàng biết khư thành một ít quy củ quan sát bốn phía này toa tiểu điếm chu ấu vi thoáng nhìn tận cùng bên trong một đoạn hắc sắc tơ lụa này hắc sắc tơ lụa dễ nhận thấy cùng khác tơ lụa không quá giống nhau chú ấu vi đưa tay đi chạm đến chớ lộn xộn nguyên bản ở trong nhà mập mạp phu nhân đột nhiên xuất hiện một tay vững vàng nắm chú ấu vi trắng noãn cổ tay ngọc bóp đỏ lên chú ấu vi liếc một cái mập mạp phu nhân nguyên bản luôn mang theo nụ cười quỷ dị mập mạp phu nhân lúc này cũng là vẻ mặt u ám thậm chí mang theo một luồng sát ý mãi đến chú ấu vi chủ động phóng tay mập mạp kia phu nhân trên mặt u ám mới chậm rãi tán đi, thay đổi thành nụ cười quỷ dị. Trở lại buồng trong, để lại một câu nói, ngươi. Nếu như không đợi được có thể đi địa phương khác đi dạo một chút. Tại chủ nhân nhà chưa cho phép trước, tuyệt đối đừng lộn xộn đồ đạc. Chú ấu vi thần sắc bình tĩnh, dò hỏi, cần bao lâu, ba ngày, chu Ấu vi chán nhẹ một chút, xoay người rời khỏi căn này tiểu điếm suy nghĩ ở trong thành đi dạo một vòng, khư thành sinh ra bao lâu. Chủ ấu vi không biết, nhưng nàng biết tại tiên cổ lần đầu liền có, nàng tại tiên vương cảnh. Thời điểm, liền đặt chân qua nơi đây, chỉ là theo giải khai càng ngày càng nhiều. Càng cảm thấy này tòa khư thành thâm bất khả chắc, liên quan nguyên thủy đế thành. Danh tự này, thật là xa xôi, tốt mơ hồ, tốt xa lạ, gì? Là chiến trường hắc ám phía sau tiếp giáp chỗ tồn tại một tòa hắc ám chi môn, phổ la cung mọi người bại lui sau. Liền thông qua này phiến hắc ám chi môn rời khỏi, mãi đến đi qua hắc ám chi môn thời điểm. Phổ la cung đại cung chủ thanh la mới dám quay đầu liếc mắt nhìn, luôn luôn trầm ổn nang. Lúc này khí sắc chính là khó coi tới cực điểm, cửu sắc thần đế, hắc ám đồ phu, người này tại. Sao lại xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này? Thanh la khó có thể tin, nhưng này vị tồn tại cửu sắc thần quang thì không cách nào phục chế lực lượng bất kể là trí cao cửu vực vẫn là hắc ám chỉ có độc cô sát mới nắm giữ loại lực lượng này hắn tại sao sẽ tới nơi này chẳng lẽ nói hắc ám đồ phu cũng để mắt tới này tòa cựu thổ tân thế giới nhưng này căn bản nói không thông a à. lý do duy nhất chính là này là đạo thể là thật bằng không loại này cấp bậc tồn tại không có khả năng tự thân hàng lâm đạo thể đến ẩn núp thế nào bí mật thanh la trong lòng ngưng trọng vô cùng lúc này ba cung chủ phỉ phỉ kêu thảm thiết để cho thanh la phục hồi tinh thần lại thấy phỉ phỉ nửa người đều bị người đập nát xanh sẫm tiên huyết căn bản không trụ được thanh la đi tới bên cạnh lấy tiên đế chi lực giúp đỡ khôi phục thương thế nhị cung chủ diệu diệu lúc này chính là thần sắc u ám tỉ tỉ những tên kia thực lực không đúng lắm Rõ ràng là chuẩn tiên đế, nhưng bạo phát thực lực lại đè ta cùng phỉ phỉ một đầu. Nếu không phải đúng lúc rút lui, ta và phỉ phỉ có lẽ đều có nguy hiểm, tỷ. Tỷ, đến phát sinh cái gì, diệu diệu nhìn về phía thanh la, thấp giọng hỏi, theo lý mà nói. Bọn họ bên này có tiên đế áp trận, căn bản không tồn tại thua mới đúng, nhưng tại sao cùng? Thanh la cũng là không có bất kỳ xuất thủ ý tứ, Điên cuồng rút lui, phỉ phỉ cũng từ từ đè xuống kêu thảm thiết, mở mắt nhìn về phía Thanh La. Lên tiếng hỏi, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ là siêu việt tiên đế tồn tại xuất thủ Thanh?" La khẽ lắc đầu nói, "Cái kia trong tình báo siêu việt tiên đế căn bản không cách nào xuất thủ." Tại cựu thổ tân thế giới bên kia, xuất hiện hắc ám đồ phu thân ảnh. Một khi quá nhiều dây dưa, chúng ta toàn bộ Phổ La cung có lẽ cũng sẽ yên diệt trong hắc ám đồ phu lần này, phỉ phỉ cùng rượu rượu đều là kinh hãi thất thanh, vậy. Chúng ta vẫn là rút lui xa một chút đi, miễn cho bị cái quái vật này lan đến gần, phỉ. Phỉ kinh sợ, nói nhanh. Nói đùa, hắc ám đồ phu A, à, người này tàn sát bừa bãi trí cao cửu vực. Nghe nói chính là trí cao cửu vực người cầm hắn hết cách rồi, như vậy tồn tại. Làm sao đi đối kháng, đừng nói đối kháng, thấy có thể chạy thoát đều tính không sai, truyền. Thiết người này tính cách bất thường hành sự chưa bao giờ theo lẽ thường tới phổ la cung tuy là chính là hắc ám thế lực nhưng người ta hắc ám đồ phu cũng không có coi bọn họ là thành người mình đối xử những năm gần đây bị hắc ám đồ phu mạt trừ hắc ám thế lực còn ít sao thanh la lần nữa quay đầu mắt nhìn hắc ám chi môn vẻ mặt ngưng trọng vô cùng so huyết quỷ thánh địa bạch cốt tiên đế vẫn còn ở cựu thổ tân thế giới bên kia này diệu Diệu cùng phỉ phỉ nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chuyện này. Các nàng cũng không biết, Thanh La cũng không có cho các nàng giảng chuyện này. Các nàng chỉ biết là lần này ồ ạt xâm lấn. Huyết quỷ thánh địa bên kia chính là phái người ủng hộ. Không nghĩ tới lại là phái một vị tiên đế, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy bạch cốt tiên đế. Diệu diệu cắn chặt hàm răng, nếu như bạch cốt tiên đế bị hắc ám đồ phu giết chết chỉ sợ chúng ta phổ la cung cũng sẽ huyết quỷ thánh địa giáng tội tiêu diệt. Phải làm sao mới ổn đây, phỉ phỉ trong lúc nhất thời đều phải khóc, sự tình phát triển hoàn. Toàn vượt qua các nàng dự liệu, vốn tưởng rằng chỉ là một nghiền ép cục. Không nghĩ tới cư nhiên biến thành như bây giờ, thanh la nhìn một chút hai vị muội muội trầm giọng nói, các ngươi trước dẫn người hồi phổ la cung. Đồng thời phái người đem tin tức truyền về huyết quỷ thánh địa. Để cho huyết quỷ thánh mà nghĩ phương pháp, ta trở về nhìn một chút, nói. Xong, nàng cũng không cho hai người cự tuyệt cơ hội, trực tiếp quay đầu lướt qua hắc ám chi môn. Lần nữa vào di la chiến trường trong, trong lúc này có quá nhiều chuyện kỳ quái. Nàng nhất định phải biết rõ, trừ cái đó ra nàng cũng hiểu rõ. Nếu như Bạch Cốt Tiên Đế ngã xuống, nàng tự mình trở về. Huyết quỷ thánh địa tất nhiên sẽ giáng tội, nàng là tiên đế. Có thể tự mình rời khỏi, nhưng nàng hai vị muội muội. Chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, nàng đều buông nhìn thấy một màn kia, mà giờ này khác này. Dạ huyền cũng đã lại lần nữa trở lại di la chiến trường, hắn muốn đi một chuyến tòa kia bí. Cảnh, chương 2777, tiên đế bản nguyên đạo. Khi cảm ứng được thanh la đi vòng vèo mà quay về thời điểm. Dạ huyền ngược lại kinh ngạc xuống, bà cô này các trước không phải sợ hãi như vậy sao? hiện tại lại dám chủ động đánh trở lại, ngẫm nghĩ một chút. Dạ huyền liền biết đại khái này hơn phân nửa cùng bạch cốt tiên đế có liên quan, phổ la cung. Là huyết quỷ thánh địa phụ thuộc tông môn. Trận chiến này tất nhiên là phổ la cung khơi máu. Nhưng huyết quỷ thánh địa vì thế còn ra một vị tiên đế. Nếu như bạch cốt tiên đế xảy ra chuyện, phổ la cung khó từ tội, nghĩ vậy một góc. Dạ huyền lại cảm thấy này thanh la trở về cũng không gì đáng trách, không gấp vào bí cảnh. Dạ huyền đứng tại chỗ chờ đợi, thanh la xem như tiên đế. Một ý niệm là được vượt qua di la chiến trường thẳng vào cửu vực, nhưng thanh la không dám. Nàng trong lòng có e dè, sở dĩ ẩn giấu ở trong bóng tối. Hoa thời gian một nén nhang mới đi tới hỏa sơn trước, khi thấy dạ huyền chờ ở nơi đó nàng thời. Điểm, nàng ánh mắt khẽ biến, tiên đế thức lặng yên mở ra. Thấy cửu sắc nhân ảnh dường như biến mất, nàng mới thở phào, nàng ngắm nhìn dạ huyền. Chầm giọng nói ngươi là cửu sắc đế cung người dạ huyền hỏi ngược lại ngươi là ai a à? ta tại sao muốn trả lời ngươi thanh là một thời không nói ngay sau đó hướng dạ huyền thở dài mặt trịnh trọng nói nếu như ngươi đến từ cửu sắc đế cung vậy tại hạ có thể xin lỗi ngươi sau này vĩnh viễn sẽ không đặt chân cửu vực bao gồm ăn mòn di la chiến trường cũng sẽ hoàn toàn trả Mong rằng tiền bối có khả năng mở một chút kim khẩu, bỏ qua bạch cốt tiên đế. Tại hạ không có báo đáp, dạ huyền sờ càm một cái, nhìn thanh la như vậy thấp kém dáng vẻ. Ngược lại có chút buồn cười, không ngờ độc cô sát người này tại thiên ngoại lại có lớn như vậy. Huy phong, bất quá phải biết cũng đều biết, này thanh la duy nhất giá trị. Đại khái chỉ có nàng bản thân, nhớ tới ở đây, dạ huyền từ tốn nói. Thủ hạ ta vừa vạn thiếu một có thể sử dụng tiên đế, người sau này đi theo đi, thanh. Là tức khắc cứng ở tại chỗ, tiên đế, đầy vô địch đại danh từ, người này biết mình đang nói cái. Gì không? Hoàn toàn chính là tại nhục nhã tiên đế, thanh là quai hàm gồ lên. Thẳng người nhìn chằm chằm dạ huyền. Trong con người xinh đẹp lộ ra một vẻ tà khí, dường như sau một khắc liền muốn ra tay kết dạ. Huyền, dạ huyền thật cũng không cấp thuận tay gõ ngón tay, lúc này vẫn còn ở cựu thổ tân thế giới không có trở về càn khôn lão. Tổ lập tức bay ra cựu thổ tân thế giới. Phóng xuất ra cửu sắc thần quang, nguyên bản giận không kèm được. Sát ý đã lên thanh la tức khắc sắc mặt đại biến, ngươi. Cảm thấy ta là cửu sắc đế cung ngươi. Nhưng trên thực tế bọn họ đều muốn tư cách xuất hiện ở trong mắt ta, dạ. Huyền rất thích hợp nói đến cuồng ngôn đối với dạ huyền đến nói nói loại này nhìn như tự cao vô cùng nói quả thực là hạ bút thành văn không có chút nào gánh nặng trong lòng nếu như chỉ là nói như vậy thanh la có lẽ không tin nhưng phối hợp càn khôn lão tổ diễn kịch thanh la lúc này áp lực trong lòng trực tiếp kéo căng thanh la cắn răng nói tiền bối có thể đáp ứng không chuyện này sau đó thả bạch cốt tiên đế hồi huyết quỷ thánh địa đồng thời không nguy hiểm cho ta phổ la cung nếu như nói dạ huyền thực sự là cửu sắc đế cung người. Thậm chí có khả năng hiệu lệnh hắc ám đồ phu, thân phận chân thật. Tuyệt đối so với trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều, lời như vậy. Coi như nàng tạm thời ép dạ cầu toàn. Cũng không phải không thể, thậm chí còn có thể mượn này lấy được nhiều hơn lợi ích, dạ huyền. Nhìn một phen thanh la, bà cô này các ngược lại giỏi tính toán, dạ huyền cười nói. Đương nhiên, người nếu như bái nhập dưới trướng của ta phổ la cung tự nhiên chính là ta người còn bạch cốt tiên đế hắn bình yên vô sự ta chỉ là hướng hắn hỏi một sự tình thôi thanh la cắn răng nói có thể hay không để cho ta gặp một lần dạ huyền nhan mi nói người muốn cầu cũng thật nhiều cùng theo bí cảnh sau khi trở về lại nói nói xong dạ huyền trực tiếp nhảy xuống xông vào miệng núi lửa cũng không để ý thanh la suy nghĩ gì thanh la nhìn một chút bị cửu sắc thần quang bao phủ cựu thổ tân thế giới, lại nhìn một chút miệng núi lửa. Cuối cùng cắn răng đuổi theo, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước ầm ầm. Khi hai người xông vào miệng núi lửa thời điểm, tức khắc bộc phát ra một trận lộng lẫy thần mang. Giống như một đoàn tinh vân nổ tung, hàng tỷ ngôi sao đồng thời nở rộ. Bộc phát ra huyến lệ hoa hỏa, tại từ từ lắng động sau. Phát họa một cái đại đạo phù hiệu, dạ huyền đứng lặng tại chỗ chờ đợi, thanh la người nhẹ nhàng rơi xuống đứng ở dạ huyền bên cạnh khi thấy đại đạo phù hiệu tạo thành thời điểm thanh la không nhịn được hô nhỏ một tiếng hoàn chỉnh tiên đế bản nguyên đạo tiên đế bản nguyên đạo đây chỉ có thành tựu tiên đế dựng nên ba nghìn đại đạo trụ hàng tỷ tiểu đạo trụ sau chỗ sáng tạo độc đáo thuộc về mình bản nguyên tri đạo mỗi một vị tiên đế đều có bản thân bản nguyên tri đạo chính là phù hợp nhất bản thân, không có loại thứ hai, đương nhiên cũng không bài trừ có tiên. Đế có thể đồng thời nắm giữ hai loại thậm chí ba loại bản nguyên đạo. Nhưng này trước nói là đem chính mình bản nguyên đạo đi tới phần cuối. Không có đường đi thời điểm mới có thể đi vào được, khó như lên trời, nhưng nếu như nói có thể. Tìm hiểu hắn tiên đế bản nguyên đạo, như vậy rất có thể tại còn chưa từng đi tới phần cuối lúc liền nắm giữ loại thứ hai bản nguyên nói, có thể tiên đế bản nguyên đạo cũng không tiết ra ngoài. Một khi tiết ra ngoài, tiên đế bản nguyên đạo hết thảy đều sẽ bị người biết biết. Bao gồm bản nguyên đạo còn chưa hoàn thiện điểm yếu, mà muốn cướp đoạt bản nguyên đạo. Muốn nhất định đem tiên đế giết chết, mà giết chết tiên đế. Chẳng khác nào muốn đem đối phương bản nguyên đạo cho ma diệt này bản thân liền là mâu thuẫn. Trừ phi tiên đế không muốn sống, bản thân đem mình giết sau đó lưu lại hoàn chỉnh bản nguyên nói mà lúc này chính là như vậy tiên đế bản nguyên đạo chính vì vậy thanh la mới có thể kinh ngạc như thế này tòa di tích là ai lưu lại này thanh la có chút không rõ dạ huyền liếc mắt nhìn tiên đế bản nguyên đạo giơ tay lên hơi hơi một chiêu vù vù tại thanh la ngẩn người dưới tiên đế bản nguyên đạo như yến về bay về phía dạ huyền cuối cùng biến mất ở dạ huyền bên trong dạ huyền khí tức cũng đột nhiên nâng cao một đoạn lại vẫn không có bước vào tiên đế cảnh nhưng trên thực tế đến nói dạ huyền hiện tại thực lực đã sớm có thể cùng tiên đế tề khu ngang hàng thậm chí thủ đoạn nhiều hơn nhưng hắn đạo thể bên trong tồn tại vô hình xiềng xích khóa lại hắn bằng không từ lúc trước cùng thanh la thời điểm giao thủ dạ huyền cũng đã bước vào tiên đế cảnh nhận được tiên đế bản nguyên đạo vẫn không có phá cảnh cũng không ngoài ý có thể theo thanh la cái này có chút quỷ dị ngươi Thu nhận tiên đế bản nguyên đạo, tại sao còn không có đột phá, thanh. Là không nhịn được hỏi, cho dù nàng là tiên đế. Lúc này tình hình cũng vượt quá nàng nhận thức, dạ huyền nhàn nhạt nói. Ai nói với ngươi thu nhận tiên đế bản nguyên đạo thì có khả năng đột phá, thanh. Là trầm mặc một chút, phản bác, vậy không không sai đây, dạ. Huyền nhếch mép cười nói, giống ta loại này vô địch chi nhân. Tối thiểu cần ba nghìn tiên đế bản nguyên nói, thanh la, dạ. Huyền thuận miệng nói bậy, cũng không để ý thanh lang nghĩ như thế nào. Bay thẳng hướng mảnh bạo tạc tinh vân, nơi đó chính là cửa vào di tích, đi bên trong xem một. Chút hay không có người cũ, có chuyện thì dễ làm, không có vậy cướp sạch hết sạch, xiềng xích. Tồn tại, để cho dạ huyền muốn nhất định tìm nhiều tài nguyên hơn đến đi tiên đế đường. mươi 2778, Vạn Tộc Kỷ Nguyên. Chấm chấm, truyền thuyết tại lúc trước Vạn Tộc Kỷ Nguyên, Nguyên Thủy đế lộ phía dưới, tồn tại vạn vực tề thiên, huy hoàng đến cực điểm, khi đó vạn vực cơ hồ đều phải vọt tới nguyên thủy đế. Lộ tái hiện đỉnh phong thịnh thế, sau lại không biết vì sao phát sinh một trận có một không. Hai chi chiến, cuối cùng, vạn vực rơi xuống, còn sót lại trí cao cửu vực ngạo thị chư vực. Trở thành nguyên thủy đế lộ phía dưới nổi bật nhất tồn tại, gì? Là chiến trường, miệng núi lửa bên trong, này tòa được khen là di tích viễn cổ địa phương. Lúc này tinh vân nổ tan, đem dạ huyền cùng thanh la thôn phệ trong, sớm hơn trước. Liệt thiên đế, huyết vương, cự linh thiên đế đã xuất lĩnh nghịch cửu nhất mạch đi trước hàng. Lâm, tại lướt qua tinh vân sau, bọn họ liền thấy một tòa lan ra vô tận phế tích tiếp cận. Liền có cổ xưa sinh linh từ trong đi ra. Vô thanh phía dưới thẳng hướng liệt thiên đế đám người, nơi này có chút tà môn, tần. Khởi tay cầm hắc thiên đao, nhíu mày, cảnh giác dưới cũng không có người tuyển chọn cứng đối cứng, mà là lấy thần thông thuật pháp tầm sao anh tích không ngờ là những cổ xưa đó sinh linh tại bị đánh trúng trong nháy mắt, liền hóa thành phấn vụn tán đi, có thể cũng không lâu lắm. Lại từ trong phế tích lao ra đi ra, có thể hay không theo địa phương khác đi vòng qua có. Người thăm dò, Liệt Thiên Đế trực tiếp lắc đầu nói, dò xét qua. Chỉ có thể thông qua nơi đây đi đến chỗ sâu, hắn ngược lại có chút ngạc nhiên lúc trước điều tra này tòa di tích viễn cổ thời điểm hắn cảm thấy được một luồng khí tức quen thuộc chỉ là cụ thể hắn cũng không biết chỉ có đi chỗ sâu nhìn một chút hiên viên hồng uyên liệt thiên đế hô chiến ma hồng uyên xoa tay được hai ta mở ra đường nói xong chiến ma hồng uyên trực tiếp hóa thành một đầu mãnh thú hình người tạc vào phế tích bên trong trong nháy mắt xé ra nhất đạo chống trải đại đạo kiếm hoàng hiên viên cũng ở đây lúc này xuất thủ một kiếm đưa ra dọc theo chiến ma hồng uyên chỗ đi ra con đường này tiếp tục thâm canh những cổ xưa đó sinh linh phảng phất là hư huyễn vừa đụng liền toái cũng không có có thể cản ngăn lại hai người thủ đoạn liệt thiên đế vung tay lên mọi người ào ào đuổi theo cự linh thiên đế cũng là không động liệt thiên đế nhìn vị này nhị sư huynh một cách cự linh thiên đế úng thanh úng khí nói sư đệ đi trước vì huynh chờ ở nơi này sư tôn liệt thiên đế biểu môi nói yên tâm ta lưu lại ấn ký sư tôn sẽ thấy cự linh thiên đế không nói gì nhưng cũng không có rời khỏi ý tứ tiên bồ nói đúng là sư tôn không đến ta không đi người muốn đi đi trước liệt thiên đế thấy thế khoát tay nói được chẳng trách sư tôn thường xuyên khen ngươi ngươi đồ đệ này quả thực khi đầy đủ Vậy ta đi trước, bước ra một bước, thông trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thần hồng. Dọc theo trong phế tích ở giữa mở ra đại đạo tiến lên, cự linh thiên đế thì tại tại chỗ chờ đợi. Chờ một lúc, nhận ra được phía sau tinh không chi môn say tròn. Cự linh thiên đế nghiêng người sang. Nhìn chăm chú vào chỗ ấy, hưu tinh quang lóe lên, dạ huyền cùng thanh la hiện thân. Hả, khi thấy thanh la thời điểm, cự linh thiên đế hơi hơi nhăn mi vô ý thức liền phóng xuất ra chuẩn tiên đế đỉnh phong khí tức kinh khủng, thanh la cũng là không rãnh để ý, đánh giá phế tích, dạ huyền xua tay tỏ ý không có chuyện gì. Nhìn một phen phế tích nói, không phải để cho các ngươi đi trước động sao? Cự linh thiên đế im lặng không nói, dạ huyền liếc mắt nhìn cái này hai đồ đệ. Bật cười lắc đầu, nhiều năm như vậy, tính cách một điểm không thay đổi, đi thôi, dạ. Huyền không nói nhảm, trực tiếp động thân, cự linh thiên đế lúc này mới hành động, trên đường. Dạ huyền hỏi, lúc trước ở ngoài cửa, các ngươi có nhìn thấy được tiên đế bản nguyên đạo cự? Linh thiên đế nghe vậy sửng sốt, chưa từng thấy đến, ngoài. Cửa chính là hoàn chỉnh tiên đế bản nguyên đạo, các ngươi cư nhiên chưa thấy, thanh. Là cả kinh, dạ huyền như có điều suy nghĩ nói. Nhìn lại các ngươi là đi mặt khác một tòa cửa, loại này di tích viễn cổ không bài trừ có rất nhiều cửa nếu trước cự linh thiên đế đám người không nhìn thấy tiên đế bản nguyên đạo nói rõ bọn họ chỗ đi cửa cùng dạ huyền chỗ đi cửa cũng không phải là đồng một tòa một đường không lời ba người đều đang quan sát dọc đường phong cảnh thanh la dù sao cũng là phổ la cung người đối với ngoại giới giải khai so dạ huyền cùng cự linh thiên đế nhiều hơn theo liên tục xâm nhập thanh la cũng từ từ nhận ra được một ít manh mối này phế tích đừng nói là là năm đó vạn tộc kỷ nguyên sau đại chiến lưu lại thanh là thần sắc có chút ngưng trọng nghe đồn tại vạn tộc kỷ nguyên từng có đỉnh phong vạn vực phát sinh có một không hai chi chiến trận chiến ấy đã diệt rất nhiều giới vực lúc này những thứ này phế tích rõ ràng rất nhiều đều là tàn phá giới vực vạn tộc kỷ nguyên dạ huyền nhắc tới một lần còn như phế tích bên trong tàn phá giới vực hắn cũng không sai cái này cùng đế quan trường thành ở ngoài hắc ám ma hải có chút tương tự nhưng không bằng hắc ám ma hải kinh người như vậy thành la vuốt cảm nói tại chúng ta cái này kỷ nguyên trước liền thuộc về vạn tộc kỷ nguyên hiện nay trí cao cửu vực thật chính là năm đó tề thiên vạn vực một trong đều là khoảng cách nguyên thủy đế lộ rất gần giới vực nghe đồn hiện nay trí cao cửu vực chỗ độ cao không bằng năm đó vạn vực tề thiên nơi đây rất có thể là năm đó vạn vực băng diệt sau một chỗ di chỉ nếu có thể tìm được hoàn chỉnh truyền thừa có lẽ có thể dựng nên một tòa không thua gì trí cao cửu vực giới vực thanh là ánh mắt lóe lên lộ ra một vẻ hưng phấn làm một vị chân chính tiên đế nàng so với ai khác đều biết một khi có thể dựng nên bực này giới vực thực lực bản thân sẽ nghênh đón một cái to lớn tăng phúc nguyên thủy đế lộ dưới trải qua bao nhiêu kỷ nguyên dạ huyền cũng là không có chú ý cái gì vạn vực tề thiên mà là chú ý tại thời gian tiết điểm lên thanh la thu hồi tâm trạng khẽ lắc đầu nói chúng ta thế hệ này người chỉ biết là vạn tộc kỷ nguyên cùng đương đại còn càng phía trước kỷ nguyên có lẽ chỉ có núp ở cửu vực bên trong cổ xưa truyền thừa cũng hoặc là cửu vực chúa tể mới hiểu dạ huyền mày nhíu lại đến sâu hơn tương tự với phổ la cung huyết quỷ thánh địa như vậy thế lực không có bản thân sử sách thanh là khẽ lắc đầu nói phổ la cung do ta dựng nên huyết quỷ thánh địa chính là do vị uy tín lâu năm tiên đế dựng nên nhưng chúng ta đều thuộc về cái này kỷ nguyên người lại không nói vạn tộc kỷ nguyên vẻn vẹn là chúng ta cái này kỷ nguyên sơ kỳ phát sinh qua sự tình cũng có rất nhiều không biết dạ huyền chân mày thư triển ra hờ hững nói sở dĩ thật cái gọi là đạo thể truyền thuyết các ngươi đều là nghe trí cao cửu vực tin tức biết được trước quên mất hỏi bạch cốt tiên đế, lúc này nói đến đây. Dạ huyền ngược lại phát hiện một số không giống bình thường địa phương, thanh la chán nhẹ một. Chút quả thực như vậy, ầm, đúng lúc này, phế tích chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến kịch liệt. Chiến đấu dư ba, cự linh thiên đế nhanh chóng nói, liệt sư đệ tao ngộ cường địch, dạ. Huyền ánh mắt bình tĩnh, tiên đế cấp bậc thú, khôi lỗi, thanh. Là thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, ba người cùng nhau đi tới, mà liệt thiên đế đã sớm cùng đầu này vắt ngang tại phế tích phần cuối. Giống như viễn cổ đế cá sấu một dạng quái vật đánh thành một đoàn tiên. Đế như vậy phổ biến sao, tần khởi đứng ở đàng xa. Thần thờ nhìn đầu kia viễn cổ đế cá sấu vậy quái vật. mươi 2779, viễn cổ đế ngạc. Dầm dầm dầm, viễn cổ đế ngạc chiều cao hàng tỷ trượng. Giống như một tòa cổ xưa đại lục vắt ngang tại đó, khi liệt thiên đế đám người đến thời điểm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra cặp kia thụ đồng trong tràn đầy tàn bạo sát ý hắn ngửa mặt lên trời thét dài sau mở ra miệng rộng muốn đem liệt thiên đế đám người thôn phệ liệt thiên đế nói một tiếng lui một thân một mình cầm trong tay thị huyết kiếm liền thẳng hướng viễn cổ đế ngạc nhưng này ra hỏa thực lực dù sao cũng là tiên đế cấp bậc cơ hồ là vừa đối mặt liền đem liệt thiên đế bức cho lui người này thật đúng là da dày thịt béo liệt thiên đế mắng một tiếng liền sẽ không tiếp tục cùng cứng rắn đụng cứng rắn mà là vây quanh đối phương phi hành tìm kiếm điểm yếu hắn nhìn ra được người này cố nhiên là tiên đế cấp bậc nhưng không có bản thân ý thức mà là một cái thú khôi lỗi tại hắn năm đó đế vẫn kỷ nguyên cũng tồn tại khôi lỗi sư đại đạo hắn từng tiếp xúc qua biết loại lực lượng này đầu này viễn cổ đế ngạc cũng không đáng sợ đáng sợ là viễn cổ đế ngạc sau lưng thao túng người muốn thao túng này đẳng cấp bậc tồn tại thật là là nhân vật nào này viễn cổ đế ngạc ở chỗ này tuyên bố chính là muốn cản bọn họ lại không cho bọn họ đi về phía trước gào thét viễn cổ đế ngạc cũng mặc kệ nhiều như vậy thấy liệt thiên đế như một con ruồi như nhau không đánh với chính mình một trận cho là trực tiếp nhắm vào tần khởi đám người mở ra miệng to như chậu máu trong miệng quán chú ra bằng bạc hủy diệt chi lực muốn một chiêu hủy diệt tất cả người, thảo, cảm. Thụ được bàng bạc hủy diệt chi lực, vẫn là nam cung bạch đám người. Cũng không nhịn được bạo thô tục, đây con mẹ nó ai chống đỡ được, tần khởi chính là mặt dày một. Đen trầm giọng nói, mau lui, liệt thiên đế thấy thế. Cũng không khỏi không trở về thủ, tất cả mọi người tại chỗ, trừ hắn ra. Người khác là không ngăn được kia ra hỏa một kích này nhưng là chân chính tiên đế cấp ca. Mang một tay liệt thiên đế cũng không khinh thường. Trực tiếp triệu hoán huyết vương, huyết vương hiện thân sau, buồn bã nói, ngươi là cây ếch. Trường 2780, phong thần nhất tộc. Thanh la nhìn chăm chú vào dạ huyền thân ảnh, trong lòng hiện ra một cổ không hiểu cảm xúc. Người này đi ra cửu vực, đúng là rồng vào biển rộng. Không biết sẽ đem lần này thiên địa khuấy thành bộ dáng gì. Sư tôn uy vũ thay. Liệt thiên đế cười híp mắt khen một phen hắn còn tưởng rằng sư tôn sẽ lấy khôi lỗi sư thủ đoạn giải quyết đầu này viễn cổ đế ngạc đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là phương thức này. Thuận tiện trực tiếp thì thu phục một cái tiên đế. Có thu hoạch gì chưa? Dạ huyền tự động ngăn che liệt thiên đế nịnh bợ, nhẹ giọng hỏi. Liệt thiên đế thu lại vui vẻ, cao mày nói, thủy chung có một cổ cảm giác quen thuộc. Nhưng cũng không có tìm được ngọn nguồn, có lẽ ở tòa này di tích trung tâm khu vực cự linh thiên đế biểu thị bản thân cũng này một dạng nơi này là đã từng chiến trường sao kiểu tân vũ đám người đứng ở viễn cổ đế ngạc trên lưng ngắm nhìn phương xa ào ào kinh ngạc không thôi lúc trước phế tích là rất nhiều tàn phá giới vực mà ở này sau chính là các loại tịch diệt đại vũ trụ đại lục ngôi sao các loại phẳng phất bị người trực tiếp cho đập nát đồng dạng cuối cùng trầm luân ở đây là tiên đế cấp bậc chiến đấu sao tần khởi lẩm bẩm thành la nghe vậy liền nói thẳng nơi đây có rất nhiều tiên đế bản nguyên đạo khí tức nói vậy lúc trước nhất chiến tiên đế không phải số ít thậm chí có siêu việt tiên đế cấp bậc tồn tại siêu việt tiên đế tồn tại mọi người có chút không rõ bọn họ hôm nay mạnh nhất cũng chỉ có chuẩn tiên đế cảnh đại đa số đều ở vào đại đế tiên vương cảnh khoảng cách tiên đế quá mức rất xa chưa từng nghĩ bọn họ đi ra vĩnh hằng tiên giới thời gian ngắn như vậy. Liền đã bắt đầu tiếp xúc này đẳng cấp bậc tồn tại, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Tiên đế bất tử bất diệt, cuộc chiến đấu kia có tiên đế cấp bậc ngã xuống sao? Tần khởi trực tiếp dò hỏi. Thanh là khẽ lắc đầu nói, có lẽ có, có lẽ không có tiên đế thật là bất tử bất diệt. Nhưng tiên đế bản nguyên đạo bị người ma diệt, nhục thân cùng đế hồn không còn. Đồng dạng sẽ chết đi bất kỳ bất tử bất diệt đều là tương đối mà nói đối với tiên đế cảnh trở xuống đến nói tiên đế chính là vô địch chính là bất tử bất diệt có thể nguyên thủy đế lộ dưới tiên đế cũng không phải là đỉnh cao nhất điểm này thanh la rất rõ ràng không nói xa chỉ nói phổ la cung sau lưng huyết quỷ thánh địa liền tồn tại như vậy siêu cấp cường giả đây cũng là vì sao huyết quỷ thánh địa có thể thống lĩnh mấy cái vực đây cũng là vì sao nàng một vị đường đường tiên đế. Còn có thể kiêng kỳ huyết quỷ thánh địa trả thù. Thực lực, trở tại toàn bộ, nói đây hơn phân nửa là năm đó vạn tộc kỷ nguyên chiên trường một trong. Cũng không biết bên trong có tồn tại hay không truyền thừa, như có truyền thừa. Cũng không mất làm một cái cọc đại cơ duyên. thành là nhẹ nói, tiên đế truyền thừa sao? Mọi người nghe vậy, ảo ảo đều là kích động không thôi ngược lại nghịch cừu nhất mạch mọi người muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều trước bọn họ đều ở đây thiên uyên phần địa tiếp thu truyền thừa có chút truyền thừa có lẽ không so tiên đế truyền thừa kém thậm chí càng mạnh bất quá nếu là có tiên đế lưu lại các loại tài nguyên tu luyện vậy quá tốt tu luyện không chỉ có riêng chỉ là có công pháp là được còn cần các loại ngoại tại tài nguyên luyện dược sư vì sao vẫn là quả thơm liền là bởi vì luyện chế thuốc viên cho bọn họ có thể để cho tiến độ tu luyện nhanh hơn. Tới tiên đế cấp bậc, bọn họ chân tàng chắc chắn càng thêm khoa trương. Cái gì đại đạo bản nguyên, hỗn độn tinh, hồng mông nước có lẽ không ít. Bạn đang đọc bộ truyện Vạn Cổ Đế Tế tại tayyen35.com. Những tư nguyên này, đối với đại đế tiên vương cảnh đến nói, vậy quá thoải mái. Dạ Huyền sở dĩ sẽ bắt đầu chinh chiến thiên ngoại, tự nhiên cũng biết nếu như chỉ từ vĩnh hằng tiên giới bên trong nhặt tài nguyên chắc chắn có khô cạn một ngày vĩnh hằng tiên giới đại đạo không trọn vẹn hiện nay thật vất vả bắt đầu khôi phục dưới loại tình huống này nếu như bắt được vĩnh hằng tiên giới tóm không khác nào tự chui đầu vào rõ mà khi tài nguyên thiếu thốn lúc chắc chắn nghênh đón phân tranh này tòa di tích cổ xưa từ vừa mới bắt đầu liền bị dạ huyền cho để mắt tới trừ muốn từ ở đây tìm đến một ít cố nhân dấu vết ở ngoài còn muốn đem những tư nguyên này chuyển về đến vĩnh hằng tiên giới bên trong. Hiện nay vĩnh hằng tiên giới cường già càng ngày càng nhiều. Cần tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên cần tranh. Ta năm đó đại diện để ngạc nhất tộc tham dự qua trận chiến ấy. Liền mọi người khí thế ngất trời thảo luận lúc viễn cổ đế ngạc yếu ớt nói. Nơi này là năm đó chiến trường một góc, không có truyền thừa. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tức hòa. Thanh La cũng rất hiểu, không cần dạ huyền mở miệng, nàng liền thay là mở miệng hỏi. Năm đó vạn vực tề thiên, thịnh thế như long, tại sao lại phát sinh trận chiến ấy? Viễn cổ đế ngạc thở dài nói, toàn bộ đều là bởi vì nguyên thủy đế lộ. Vạn vực tề thiên nhìn như huy hoàng. Thực ra không có nhất vực có khả năng đụng vào nguyên thủy để lộ dưới loại tình huống này. Các vực cũng nghĩ thôn phệ hắn vực cường đại thân mình có khả năng sớm hơn một bước tiếp xúc được nguyên thủy để lộ. Lúc đầu lúc chỉ là vụn vặt mâu thuẫn, càng về sau tại các vực chúa tế đẩy ra dưới. Diễn biên thành vạn vực chỉ chiến. Lúc này nay tòa chiến trường một góc. Chính là lúc trước để ngạc nhất tộc cùng phong thần nhất tộc chiến trường một trong. Thành la nhăn mi hỏi, vậy ngươi tại sao biến thành thú khôi lỗi? Viễn cổ đế ngạc có một tí nhiệt lượng, trầm giọng nói đó là bởi vì phong thần nhất tộc cùng hồn tộc khôi lỗi sư liên thủ bằng không phong thần nhất tộc căn bản không phải ta để ngạc nhất tộc đối thủ thành là âm thầm bĩu môi không có hỏi lại này viễn cổ đế ngạc chỉ sợ cũng là khoác lác nếu thật là như vậy sao lại bị thua hồn tộc phong thần nhất tộc đế ngạc nhất tộc dạ huyền trong miệng lẩm bẩm có một chút thất thần những tồn tại này dường như cũng đều là hắn dựng nên chỉ là đó đã là nguyên thủy đế thành chuyện. Sau này những gia hỏa này lớn lên, ào ào tại nguyên thủy đế lộ phía dưới mở ra thế giới. Chính là cái gọi là vạn vực một trong chứ. Vạn tộc kỷ nguyên lúc các ngươi đế ngạc nhất tộc chúa tể thế nhưng cá xấu tổ. Dạ huyền khẽ nuốt chậm nôn hỏi. Viễn cổ đế ngạc lắc đầu nói, cá xấu tổ là ta để ngạc nhất tộc thủy tổ. Từ lúc trước đây thật lâu liền biến mất vạn tộc kỷ nguyên thì ta tộc chúa tế tên là cá sấu thiên đế, chúa tể để ngạc yêu vực. Dạ huyền không nói gì thêm. Đã như vậy, lần này chỉ sợ sẽ không có quá lớn thu hoạch. Trên đường, mọi người lại tao ngộ một đầu giống như phong thần rực long vậy cự thú chặn lại. Cuối cùng bị viễn cổ đế N gạc liên thủ với thanh la ngăn lại. Cự thú chính là phong thần nhất tộc người. Bất quá dễ nhận thấy cũng thay đổi thành thú khôi lỗi tiên đế bản nguyên đạo đều biên mất người xác định lúc trước phong thần nhất tộc cùng hồn tộc liên thủ thanh la mặt cổ quái nhìn viễn cổ đế ngạc viễn cổ đế ngạc cũng có chút không hiểu nổi ban đầu ở ta bị tước đoạt tiên đế bản nguyên đạo trước bọn họ thật là liên thủ chỉ sợ là về sau nội loạn chứ may mắn càng đi về phía trước liền không có lại gặp ngăn trở chỉ bất quá đi thật lâu đều không còn có thể đi ra ngoài lâm vào một cái quái dị vong Dạ Huyền để cho mọi người dừng lại, năm đó vị kia hồn tộc sẽ không có chết. Hắn đánh lượng lấy bốn phía. Bọn họ tuy là một mực đi, cũng không có trải qua lặp lại địa phương. Có thể Dạ Huyền trong lúc mơ hồ nhận ra được, đây do người dựng nên. Bằng không lấy tốc độ bọn họ, đều đã lượn quanh cửu vực một vòng lớn. Làm sao có thể còn chưa đi xong?